xe không có thắng, xe không có chân trống, rồi sao anh chạy? Trời, anh Đường Đường là một công tử, một đứa con của tập đoàn nước mắm lớn nhất thế giới, thì chắc chắn xe anh phải không đụng hàng. Những cái người mà chạy xe cổ khác thì nó quá thường, đúng không? Anh phải có điểm nhấn. Nhấn quá giờ dập lá lách rồi nè. Thôi nè, anh ghẹo em hoài à. Mà em giận anh bây giờ á, sinh nhật em mà đi trễ vậy đó. Ôi mắc cười quá trời, tại em không, cái nhà em nó rộng quá em biết không. Anh chạy 4 tiếng đồng hồ mới vô được cái phòng khách đó. Anh chạy vòng vòng cái bùng binh ở trong bếp á. Anh thấy ngã tư anh bắn ra, trời đất ơi, security nó rượt anh. Nhà anh có đèn đỏ mà sao không nói với anh, dường đèn đỏ á. Trời, anh nói đi sinh nhật Mỹ Mỹ nó mới cho anh đi đúng không? Thấy thương quá à. Nó nghe nè, giúp anh chuyện được không? Sao? Dừng chiếc xe lên tiếp anh nhé. Thương anh lắm, em mới khổ quá nha. Dừng lên tiếp anh đi, em khổ quá. Ơi sao vậy? Em dập cái lá lách bên này luôn rồi. Em cứu cứu anh nhanh. Dạ. Trời ơi. Có kìa, người thì như con mắm còn khô mà đi chiếc xe kìa. Sao đâu. Trời, em từ. Khi mặt trời đang khuất xa, chỉ còn mình hai chúng ta. Anh sợ ngày mai rồi sẽ về đâu người hỡi. Em tìm vào trong giấc mơ, đắm chìm cùng muôn ý thơ. Thật tuyệt vời, hương tình dâng nồng thắm. Nào ai có hay biết chỉ say người đã mà tu sửa mãi. Chỉ thương yêu khi qua sông sẽ bơi ra bờ bờ. Kỳ cục quá à? Em ơi, hả? Có. Ôi trời ơi, anh tặng em nguyên cái vali luôn. Hey, bình tĩnh nha, em. Gì vậy anh? Anh tặng em cuốn kim từ điển hả? Em bị điên hả? Chứ gì? À, đừng nói cái thắng xe anh nha. Trời, nếu mà cái thắng xe anh thì anh gắn vô xe anh rồi. Tặng em làm cái gì? Chứ gì vậy? Cái chân trống. Anh nói giận đó, mở ra đi bất ngờ lắm. Anh làm em run quá à. Mở ra đi. Em mở nha. Ừ. Em mở nha. Mở ra đi em. Vâng, xin trân trọng giới thiệu với em chai nước mắm gia truyền của dòng họ nhà anh, được ủ 1000 năm. Em, chai nước mắm này không phân ure, không chất bảo quản. Nè, hàng sử dụng hết tiết mục nha. Bây giờ anh nói nghe nè, để có được một chai nước mắm như thế này, gia đình rất là cực khổ. Dòng họ của nhà anh phải bắt cá cơm ở vùng biển Tam Giác Quỷ. Sau đó dòng họ mới quyết định mua nguyên một cái hầm Thủ Thiêm chặn hai đầu lại ủ nước mắm trong đó. Anh, vậy có phải hầm Thủ Thiêm mà lúc 9 giờ tối á? Là đúng rồi, 9 giờ tối là đóng cửa, sáng 6 giờ mở cửa, trong khoảng thời gian đó là ủ cá cơm của anh đó. Ghê gớm vậy. Nhưng mà nó vẫn chưa lên men. Gia đình anh mới tức quá, mới mua nguyên một cái lò luyện tiên đơn của Thái Bạch Kim Tinh để ủ. Em, ông cố nọ anh gặp Tề Thiên mấy lần rồi chứ không giỡn đâu. Vậy hả anh? Ừ, bây giờ Tề Thiên đâu còn giữ ngựa, đâu còn giữ vườn đào nữa. Ủa chứ giữ gì? Đang giữ kho mắm qua tới chợ đó. Trời ơi, thiệt hả? Anh nói giỡn chứ sao mà thiệt được đi. Ủa, ghẹo em hoài à. Này, đây không phải là quy trình nước mắm, mà là công thức nước mắm. Tất cả mọi thứ đều nằm ở trong cái điện thoại này, nhưng nó không quan trọng. Quan trọng là em thử nước mắm đi cưng. Đợi anh chút xíu. Không thử được thì ăn với cơm nguội nha. Còn em với cơm nguội cưng ngon lắm. Trời ơi, anh nhật em là anh mang nguyên chén cơm dặn hờ vậy hả? Trời đất ơi, anh phải đầy chuẩn bị đầy đủ cho em. Nè, mời mọi người ăn thử đi mọi người, nước mắm gia truyền nhà em đó. Mời mọi người nhìn lên bản đồ. Nhất. Đây. Tập đoàn nước mắm của chúng tôi đã chiếm 99% thị trường nước chấm. Tôi đã đẩy được nước mắm qua tới Hoa Kỳ, New York, New Zealand, London. Em biết Tổng thống Mỹ không? Ông Donald Trump có mang nước mắm nhà anh không á? Thiệt. Còn đây, dấu chấm nhỏ nhất đó chính là chỉ nước tương, do bà Mỹ Kim làm chủ tịch tập đoàn. Nhưng bà ta đang dần dần chết mòn bởi tập đoàn của chúng tôi. Nào, hãy ra đây. Cho tôi hỏi thu nhập của chị một tháng bao nhiêu? 10 triệu đồng. 10 triệu đồng thưa quý vị. 10 triệu. Nhưng nếu chị giới thiệu được nước mắm cho chúng tôi tới bà con, dòng họ, anh chị, nội ngoại của chị, thì chị sẽ nhận được hoa hồng từ công ty của chúng tôi lên tới 100 triệu một tháng. 100 triệu một tháng thưa quý vị. Thì tổng thu nhập một năm của chị là 1 tỷ
200 triệu. Nhân đúng quý vị, 1 tỷ 200 triệu. Tôi đồ đen 1 tỷ 200 triệu. Mất tích luôn rồi. Nào, mục tiêu của chị năm 2017 là cái gì? Mục tiêu của em năm 2017 là cái gì? Mục tiêu của anh năm 2017 là sẽ đẩy tập đoàn nước mắm lên tới lõi của trái đất. Nào, mời các bạn hãy làm theo tôi. Nè, tự nhiên anh bán hàng đa cấp trong nhà em vậy? Kỳ cục. Anh quên, sau này lấy em về á, anh sẽ biến em trở thành bà hoàng nước mắm. Em đi tới đâu là mọi anh nhìn tập trung về em tới đó. Bằng cách nào? Bằng cách gì? Bằng cách xịt dầu thơm của anh nước mắm. Ê, đừng. Trời ơi, sao xịt nước mắm cho người em vậy? Cái gì em? Nè, hiệu nghiệm tức thì, xem nè. Sao ai cũng nhìn em vậy? Họ đang kỳ thị em đó. Họ đang xa lánh em nữa. Bởi vậy em là của riêng anh. Em nghe thấy sợ sợ á. Nhưng mà không sao, anh biết lo cho tương lai của tụi mình như vậy á. Em thương anh lắm. Anh bây giờ em đã biết được giá trị của chai nước mắm này nó như thế nào rồi. Yes. Ngày hôm nay chai nước mắm này sẽ là món quà vô giá trong ngày sinh nhật của em. Chỉ cần em cười là anh thấy hạnh phúc rồi. Em vui lắm. Em yêu anh nhiều. Anh em cảm ơn anh. Không có gì hết. Anh yêu em. Sao tự nhiên em đập chai nước mắm gia truyền của anh? Em cố ý á. Cố ý là sao em? Dạ tại... Tại sao? Dạ tại vì mẹ em là bà nước tương Mỹ Kim đó anh. Wow. Wow. Em thích anh lên được nốt nữa. Wow. Nè. Sao? Đó tới giờ giữa anh và em có cái gì là thiệt không vậy? Dạ có. Dạ có. Hả? Dạ. Nó nằm ở đây nè anh. Đó phải vậy. Nó luôn luôn thiệt. Nó luôn luôn nằm ở đây. Cái lòng gì? Thù hận đó anh. Nè, tôi nói cho cô biết, giữa tôi và cô kể từ nay chấm dứt. Đi, đi ra khỏi nhà tôi. Đi. Nhà em. Tôi nói tôi nè. Ê. Hả? Cửa sổ. Ai xây cửa sổ như cửa cái gì trời. Tạm biệt. Tôi thách anh ra khỏi đây được đó. Ủa, vậy chứ cô sẽ làm cái gì tôi hả? Được chứ. Wow! Xin chào chị người nhái. Đeo kiếm bơi trên đầu làm gì vậy? Chị mới đi bơi về. Ồ. Dạ mẹ. Nhiệm vụ con xong rồi. Vô đi. Nhưng mà. Vô đi. À, thì ra là ai? Đối thủ thị trường của tôi đây mà. Xin chào bà Tương Mỹ Kim, chủ tịch tập đoàn Kim Mỹ Tương. Gọi tôi là Mỹ Kim được rồi. Xin chào bà Mỹ Kim bán nước tương. Nào, mời bà ngồi. Cứ tự nhiên như nhà mình. Quay. Tôi thật không ngờ tất cả mọi chuyện này là trong kế hoạch của bà. Và tôi càng không ngờ hơn bà có thể dùng con gái của bà để làm con cờ. Đồ bỉ ổi. Bỉ ổi? Hay không là do cách mình đánh cờ kìa cậu trai. Ủa vậy tại sao bà lại đi nước cờ này? Bà muốn cái gì? Công thức nước mắm. Thì mày nói người ta cho, mày khùng cái gì mà phải làm cái kế hoạch lao lao vậy? Cho nha, nói cho đi. Thì bà nói bà xin đi. Trời ơi cho tôi đi. Cho con mắt bà. Đâu có ngu như vậy. Được lắm. Tôi hỏi một lần cuối, công thức nước mắm có đưa hay không? Nói xin là cho, không có hỏi nữa. Đi mày vậy, mày nói xin là cho. Cái gì? Không bao giờ tôi làm ăn được với mày hết trơn. Bây giờ nè, bây giờ mày xin khẩn cầu tha thiết được còn tôi cho. Xin thẳng cầu ra thiết đi. Cho đi nè. Cho cái cù lôi chứ cho. Không bao giờ tao làm ăn được mày.
Bởi vì tôi không, một mình điên cái gì tôi chỉ tôi đưa công nước mắm cho bà. Không ơi hả? Một mỗi người làm nó phân nửa cũng được vậy, mất mới được công mắm bây giờ. Tôi mới giết bà chứ bà khùng. Nè. Ngon mày ngồi đây nè. Bây giờ sao? Chứ sao? Cũng tại cậu, gia đình cậu, dòng họ nhà cậu làm cho tôi. Nóng quá. Oh my god. Đương đương là một chủ tịch mà. Xin lỗi cái nó nguy hiểm trên đầu gì. Cậu kể tôi đi nha. Sao dòng họ tôi làm cái gì bà? Bởi hả? Cũng tại cái miệng của cậu, dòng họ nhà cậu, nguyên tập đoàn của cậu làm cho gia đình nhà tôi, công ty của tôi sụi bại đuối. Tôi không ngóc đầu lên được. Bởi vậy cậu nghĩ làm sao mà tôi tha cho cậu được? Hôm nay cậu không đưa thì tôi cướp. Trên bàn kìa, có giỏi thì lấy đi. Trên bàn? Trên bàn đó. Ê, ê! Marry me? Oh yes! Yes, mê trai, mê trai! Dễ gì tôi lấy bà! Không bao giờ tao làm ăn được với mày! Nè, tôi nói cho bà biết nha! Tôi yêu con gái của bà! Chứ không phải là tôi yêu bà! Nè! Ý, cậu đi! Tôi không cần, tôi không cần! Hôm nay, tôi sẽ dạy cho bà một bài học! Để coi cậu dạy tôi cái gì. Một người đi xe máy vận tốc 69 km/h, hỏi người đó đi hết 90 cây, người đó đi hết bao nhiêu thời gian? Anh nói thầy, hồi xưa con cấp học của thầy đó nhớ không? Giờ chỉ con cái câu này rồi con trả tiền cho thầy nha. Alo thầy ơi, con bạn chị Mỹ Kim nè thầy. Dạ, thầy cho con hỏi là một người đi xe máy vận tốc 69 km thì họ hết tiền rồi thầy. Ủa, tôi mới ứng 3,000 sáng mà. Trời ơi, họ thợ bắn gì 5,000 coi. Em có xài điện thoại đâu. Thằng trời này mà không xài các bạn. Đấy. Đấy. Cho chị 5,000 tôi. Mấy còn có 1,500 à. Mày hèn quá, điện thoại không có đủ 5,000 nữa. Ai bắn cho 5,000? Tôi mới bắn mà 5,000 á. Thầy, giúp con đi, con quê lắm là thầy, giúp con đi thầy. Alo, thầy ơi thầy. Dạ, con bạn với Kim nãy là thầy. Dạ, thầy cho con hỏi là một người xe máy vận tốc 69 km thì họ hết pin. Câu trả lời là cái gì? Mua sách dạy đi. Đồ phốt, quốc ca. Hey. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Tôi nói cho bà biết, mãi mãi bà sẽ không bao giờ lấy được công thức nước mắm. Nếu như không lấy được nó, tao sẽ chôn mày cùng với nó. Nè, nếu tôi chết, chắc gì bà đã còn sống. Tao đã mua chuộc tụi nó bằng tiền. Tiền của bà chưa chắc gì bằng vàng của tôi. Vàng cứng hơn kim cương. Nhưng mà kim cương của bà làm sao qua được nhan sắc của tôi? Ê! Hey. Đuối lý rồi chứ gì? Vậy thì mày chết chắc! Mẹ ơi! Mẹ ơi mẹ! Mẹ ơi! Tại sao ban đầu
mà là kế hoạch thì làm gì có sự thiệt ở đây, đều là giả dối. Mẹ, nhưng mà con yêu ảnh là sự thiệt. Con phản bội mẹ. Được rồi, bây giờ một là con về với mẹ để mẹ con mình là bá chủ thị trường nước chấm, còn hai là con về với nó để làm bà chủ thị trường nước mắm. Và đừng bao giờ gọi bà Mỹ Kim này là mẹ. Giỏi lắm con gái. Mẹ mày! Hay lúc anh chết trong chợ đường ống mưa kìa. Anh ơi, cái đường ống nước tương nhà em nó bể anh ơi. Trời ơi. Sống với nước mắm, giờ chết với nước tương. Anh ơi, anh khờ quá đi. Em lừa dối anh như vậy mà anh còn đỡ đạn cho em chi nữa. Em cười lên. Tại vì anh muốn hóa giải hận thù giữa hai tập đoàn nước mắm và nước tương thôi. Nhưng mà anh nói em nghe nè, lý do cũng bởi vì anh yêu em biết không? Mà trong tình yêu người ta hay làm những cái chuyện điên khùng nữa. Bởi vậy, vì em, anh sẽ làm những chuyện thật khác thường. Vĩnh biệt. Anh Mắm. Anh Mắm. Tình yêu sao khác. Ủa, anh chưa chết hả? Chết sao được mà chết? Ủa cái gì ghim vô đây đâu cái vậy nè? Đạn cao su mà chết gì được? Anh chết! Anh chết đi nè! Giỡn gì kỳ cục mà. Mẹ này! Có sao không? Có đau không? Ủa? Cái chuyện này là sao? Có gì đâu. Tại vì ban đầu á, mẹ em không có tin là anh thương em thiệt. Cho nên là em với mẹ em mới cá cược nhau vậy thôi. Trời. Rồi đỡ, anh không đỡ viên đạn cho em thì sao? À, tao đi tù. Anh thì em vô thăm mẹ thôi. Wow. Vô thăm mẹ nha. Dạ. Là mẹ buồn. Dạ. Rồi sao, chúc mừng. Ê, con. Trời, chúc mừng con đã dễ dàng ký tá. Mẹ ơi. Mẹ. Đừng. Mẹ đừng chuyện với chết con luôn á. À không, đừng chuyện cho anh chết đây đi. Thôi, nói gì nói đi mẹ. Trời ơi, chị à, qua nãy giờ thì mẹ đã hiểu tình yêu của hai con là thiệt. Mẹ tin điều đó. Dạ. Quan trọng nhất là chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác để làm bá chủ thị trường nước chấm. Mắm tương. Nhiều sao khác đôi lúc ta thật kiên cường. Nhiều người trách mình điên cuồng, cứ lao theo dù không. Xin cảm ơn phần diễn viên rất xuất sắc. Ông Thanh. Hai bạn nữ đứng lại chút xíu đi. Bạn nữ bên áo xanh tên gì ạ? Dạ em là Hạnh Thảo. Đẹp quá, hợp. Bạn Thảo này là diễn viên trong nhóm kịch Buffalo, vừa là diễn viên nhạc kịch luôn á chị. Vừa hát, vừa nhảy, vừa múa gì vậy? Chịu quá, trời ơi, em diễn mà chị cứ thấm nước miếng anh tài hoài luôn đó. Trời. Dạy rồi, thấm. Em ơi, đẹp quá. Đẹp chứ. Hợp lý quá, chảnh như mẹ. Con chủ tập đoàn là phải rồi. Nãy em được hùng á, hết Con chủ tập đoàn chịu luôn, lúc mà xà lên á. Are you gonna marry me đó? Yes, I do. Trời, chị nổi hết cả da gà. Khủng khiếp dễ sợ. Chị nghĩ một cái bà bệnh như em là lấy cái ổng đó. Trời ơi, chị chịu quá. Hai bạn đứng đây vô nha. Vô. Hả? Thôi hai đứa vô đi. Đứa vô đi. Cảm ơn hai đứa nghe. Chị chịu em quá. Thanh ơi, đây là một cái tiết mục để mà đi trình diễn rồi. Có phải là thi cử nó đâu mà chấm. Hợp lý, tiết tấu, hình thể, nhảy múa, võ thuật tốt, nhịp điệu trong người của tụi em ba đứa đều tốt hết. Tình cảm là ra tình cảm, tào lao là ra tào lao. Hợp lý, họ cây là một tiết mục biểu diễn 10 điểm, khỏi nói nhiều.
Vâng, lại một số điểm 10. Biết trước đến từ nghệ sĩ Việt Hương. Bất kể nhạc nào mở lên em cũng feel theo đúng cái bíp nhạc như vậy. Khó để kiếm một cái người nghệ sĩ như em. Cái cốt của em là cái cốt phải làm nghề này, em không có làm nghề khác được đâu. Xin cảm ơn nghệ sĩ Việt Hương. Anh mà không cho 10 điểm anh biết em. Anh không cho 10. Anh không cho 10 điểm anh biết tôi. Thật ra là anh là rất tiếc. Tại vì cái cậu Hồng Thanh này tháng 12 rồi có tham gia trong cái live show của anh, mà tại do là vấn đề kịch bản cho nên không có thấy được cái tài năng của cậu. Thấy cái điên của nó luôn. Rất tiếc. Nếu mà anh coi trước cái này là anh đã cho em cái vai rất là hay. Em quá hay. Anh thích nhất là cái đoạn em với cô đó nhảy Broadway. Nhạc kịch rất hay, rất tốt. Mặc dù sau đó em có thở nhiều nhưng mà không sao, do sức khỏe mình thôi. Nhưng mà em trụ tự động của mẹ em toàn là diễn bằng sức khỏe, hành động không là anh rất là thích. Nó tóm lại là bà Hương bả sao thì anh sẽ như vậy. Yes! Xin chúc mừng cho Hồng Thành. Xin. Vâng, lần đầu tiên cho Bá Đức xin gửi tới quý vị khán giả một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và hôm nay Bá Đức có mặt tại sân khấu này là để giới thiệu hai nhân vật. Hai nhân vật này được người ta phong cho là hoa hậu xấu nhất thời của họ. Và bây giờ, câu chuyện xin được phép bắt đầu. Ngày xưa ngày xưa, phim Bộ Hồng Kông có kể rằng có một người phụ nữ xấu lòng trời, lỡ đất. Bà ta chính là Trung Vô Diêm. Bà ta được người đời phong cho là hoa hậu xấu nhất phim Bộ Hồng Kông. Từ Hồng Kông, chúng ta vượt thời gian đến Việt Nam tại làng Vũ Đại năm 1945. Nhắc đến nàng Vũ Đại thì không ai mà không biết tác phẩm Chí Phèo mà chúng ta đã từng được học năm lớp 12. Nhân vật chúng ta muốn nhắc đến đây không phải là Chí Phèo mà chính là Thị Nở. Với nhan sắc cực xấu mà trời ban cho nên cô ta được danh hiệu là hoa hậu xấu nhất sách giáo khoa. Và sau đây ông Tơ có đôi lời muốn nói với các bạn. Xin mời ông Tơ. Cũng là ta. Ta là ông Tơ. Ta luôn xe duyên cho tất cả các cặp đôi. Và ta cực kỳ thích những ca khó. Nhưng có một cặp đôi cực kỳ khó mà tới giờ ta vẫn chưa xe duyên được. Tại thế giới cười xuyên diệt. Nào, các bạn có muốn đi theo ta để xem ta xe duyên cho họ như thế nào không? Đi nào, hồ đi! Tôi mướn tiền về dạy ngãi cho tôi có mướn tiền về coi mặt tôi đó tự nhiên chê xấu rồi bỏ chạy là kỳ cục hả? Đã nói là không có selfie nữa mà nghi quá vậy. Cất điện thoại vô đi. Dạ điện thoại có tin nhắn mất sóng mình dò sóng mấy anh chị. Trời ơi, người ta lấy điện thoại người ta dò sóng rồi tin nhắn mình làm gì vậy cha? Em thấy bà ra tôi ra chứ có biết cái gì đâu trời. Nói thiệt chứ rồi giờ không lẽ ông ấy cứ như vậy hoài cái cả cuộc đời tôi không có tấm hình tự sướng rồi giữa cái công viên này sao?
Hùng Thiên thừa nhận công viên chiếu rằng để bảo đảm sự an toàn cho toàn trái đất cũng như toàn thể loài người, cái dòng sông lơ đạn để mặt trời dịu êm, để dùng trời bình yên, nói chung để trái đất này là của chúng mình. Và cũng để cho các loài động vật có vô hay không có vô được sinh sôi nảy nở. Đề nghị cái câu xấu như chung vô diệm không có selfie vào giờ này. Muốn selfie hãy đợi ban đêm selfie tiếp chỉ. Công viên dạng tuế, dạng tuế, dạng dạng tuế. Ban đêm rồi đó, selfie đi. Chưa có kịp ăn sáng, bây giờ phải đánh răng đi ngủ. Cuối cùng cũng tới lúc được chụp hình rồi nè. Đem xem cuộc tỷ võ lâu nhất lịch sử. Họ đánh từ bây giờ cho đến mùa xuân. Anh Nghĩa ơi, tên cái gì đó? Có múa lần kìa, hay quá, múa lần. Tụi nó đánh cho đến mùa hè. Mỗi năm đến hè lòng mơ mà mấy đứa nghỉ hè, sau đó nhập học, đóng tiền đầy đủ nha. Tạm biệt mấy đứa. Hè đến, nhập học mà tụi nó vẫn chưa có đánh xong. Tụi nó đánh tiếp tục cho đến mùa thu. Một mùa thu tan uống, lá vàng rơi khắp sân. Mình anh nơi đây cô. Tụi nó đánh tiếp cho đến mùa đông. Vậy? Hát cái gì mà thôi, trả điện thoại đi. Em cảm ơn anh bảo vệ. Tôi không phải là bảo vệ, tôi tên là Hai. Cái gì Hai vậy? Diệp Vấn Hai. À, biết rồi nè. Vậy anh trai của anh chắc chắn là Diệp Vấn Ngộ. Không, anh trai của tôi là Diệp Tiên. Bây giờ không nói nhiều con Phan Kim Liên này nữa, phải đưa lên phủ khai phong. Cái gì? Mày đừng có xào xạo, mày lắc lắc cái gì đây, để mở cái khẩu trang ra đi. Ồ, gái đẹp. Nhưng mà anh phải bắt cổ đi, cổ là người xấu. Người xấu à? Cô là người xấu à? Tôi bắt cô. Ủa, tự nhiên sao bắt tôi? Bởi vì cô xấu mà mày đặt selfie. Cầm điện thoại làm cái gì để cho người đẹp người ta giật, đúng không em? Dạ đúng rồi đó anh. 500 anh em mê gái đẹp đâu. Đưa cái câu xấu như chung vô diệm này vào lãnh cung. Tốt lắm. Mày nhốt tao trong đây luôn đi. Trời ơi. Em, anh sẽ đi mua điện thoại mới cho em. Em không cần phải đi giật nữa, hiểu không? Cũng may em đẹp mà em xấu là em lên đường với anh rồi đó. Tại sao? Tại sao lại bất công như vậy chứ? Tại tôi đẹp mà. Em. Cho nên nó mới có nhiều đại gia đi theo tôi. Anh á, anh nhắm lo cho tôi được á thì lo nha. Còn không á, thì chia tay đi. Em ơi, em. Đồ chí phèo. Cô đi rồi, cô đi luôn đi. Cô tưởng thằng chí phèo này cần cô lắm mà. Ta nói đúng mà. Chỉ có thị nở mới xứng với tôi thôi. Biết tìm. Thị nở ơi, em ở đâu? Em đây nè. Thì nở. Chí phèo. Nở. Phèo. Nở. Phèo.
Tại sao bây giờ mình mới xuất hiện? Mày có biết tao đi tìm mình cực lắm không á? Đánh đủ chưa? Trời ơi, em nở. Em đang làm cái gì vậy? Em chậm nền lại cho cuộc đời nó tươi sáng. Bẩn cháo này vô coi thử coi nè. Đúng rồi đó, chải chải cái tóc lên chút. Chuẩn tối xa luôn. Em biết á, gương mặt có chuyện xấu xí, nhưng em cam đoan với anh một điều á, em là cái đứa có một tấm lòng trong sáng, sáng như cái đèn pin này vậy nè. Hả? Đúng rồi, ông Tơ có nói nếu mà ai có được ánh sáng này thì người đó chính là... Người là ánh sáng của đời tôi. Nghe như trong lòng. Cuối cùng con nở như tôi muốn tìm được thằng tí phèo cho riêng mình. Không có chỉ vậy đâu, tôi còn biến nó trở nên đẹp trai sáng láng nữa, thấy không? Mặc được cái nó hay dữ lắm, nhiều người mê nó lắm kìa. Anh ơi, em không ngờ á là trong tích tắc anh có thể trở thành một ca sĩ nổi tiếng như vậy. Trở về với em nha anh. Anh đồng ý đi. Vậy là trong tích tắc tôi mất chồng, tôi sao? Cuộc đời sao cứ mãi bất công cho một đứa con gái xấu xí đến tội nghiệp như tôi. Trời ơi trời. Tại sao con khóc? Cậu à, ta cũng hứt cách. Ông, giả dụ bây giờ mà bước thêm một bước nữa, con xé bấy bá cái đầm ông luôn, tin không? Thì ra là ngươi. Ngươi chính là người ta đang tìm sao? Trời ơi! Là sao không? Đi theo ta đi, ta cho con một danh phận là hoa hậu xấu nhất hành tinh. Đi. Danh phận? Tôi nào đâu có cần danh phận. Điều tôi cần là một tấm chồng. Trong thời khắc sinh tử thì con sẽ gặp được người đó. Nào, còn bây giờ thì hãy đi theo ta gặp cha chồng con. Hả? Đúng rồi, ông ta tên là Dương, ta chỉ biết có chừng đó thôi. Đi liền đi ông. Đi nào. Hô biến. Chết rồi bà con ơi. Thôi tôi chết rồi. Con ơi, con trai, con có sao không vậy con trai? Tôi hỏng quá thật. Đang đau mà giỡn hoài. Con gái. Mày con gái hả? Con gái mà cái bắp tay bụng dữ vậy mày, cho chơi tạ hay cái gì mà bắp tay bụng dữ ta? Bên này đỡ hơn nè. À bên này bỡ ra nè. Quỷ nè. Tự nhiên là đưa cái bắp đùi lên là nói là cái bắp đai nè. Phạm con gái người ta. Thôi bác xin lỗi con. Thôi con đứng lên đi. Ủa con sao tự nhiên mà con xông ra giữa đường à, đứng em. Ông Tơ ổng nói á là bây giờ phải vô thời khắc sinh tử thì con mới gặp được cha chồng của con. Đó là một người đàn ông tên Dương, thích tướng cướp bạch hải đường, bị dị ứng mùi hương. Bác thích tướng cướp bạch hải đường, bác ghét mùi hương, bác tên Dương luôn. Chồng con đâu cho con gặp anh đi, con chờ anh lâu lắm rồi, con tìm anh hoài luôn á. Đúng là bác có con trai. Con biết mà, cho con nhưng gặp đi. Nhưng mà nó vừa mới đi Thái Lan rồi. Máy bay nó vừa cất cánh đó. Về sớm nha anh ơi, em ở nhà đợi. Nó đi thai giải phẫu thành con gái rồi. Con đã tới trễ rồi. Nhưng mà không sao đâu con, bác vẫn còn một thằng con trai. Ba, cho con gặp chồng con đi, ba nhây của ba giỡn hoài, con hồi hộp con chết tội con. Đi mà ba. Nó giải phẫu trước thằng kia luôn. Sao gia đình bác nghiệt ngã quá vậy? Lỗi là tại bác. Là bác. Chính bác đã đẩy hai người đàn ông của tôi vào ngõ cụt.
để tôi phải sống một cuộc đời cô độc. Con à, con nghe bác nói nè con, trên thế gian này có thiếu gì người đàn ông. Con yên tâm đi, bởi vì con là một cô gái xinh đẹp mà. Ủa con nhỏ nãy đâu rồi? Là con cơ bác. Là con sao? Dạ trời ơi. À ra ba đây nè con ơi. Rồi ai nói vậy? À đời con trai của bác đó con. Bác nói với con, bác chỉ có hai người con thôi. À hai đứa đó là con ruột à, bác còn một đứa con nuôi nữa. Rồi cuối cùng ý trung nhân của con là ai? Sao có đùa giỡn với con hoài vậy? Chính là con nuôi của ông đó. Ba, là anh phải lâu đợi ba, ba đang đứng như vậy kia kìa. Là anh hả? Tôi lại gặp ba nữa hả? Trời ơi, không lẽ tôi phải lấy một người đàn ông như vậy làm chồng sao? Ba, hả? Con có lỗi gì? Con có lỗi gì? Tại sao ba nhận con làm con nuôi làm cái gì để bây giờ phải lấy con quỷ kia? Ba nuôi con lớn khôn như vậy, tại sao ba không ăn thịt con đi để bây giờ con quỷ kia nó ăn thịt con? Con nói cái gì kỳ vậy? Ông Tơ bây giờ ông cho con cưới bất cứ người nào cũng được, xấu xí thế nào con cũng chịu, miễn đừng là người đó. Không có được, đây là duyên tiền định. Cho dù bây giờ duyên tiền định đi chăng nữa, con không tin. Con thà chết trong bom đạn còn hơn con lấy cô ta. Kiếp nạn cuối cùng. Xuống vào. Hình như phía trước đang có một con điên đứng che cái nòng súng. Con nào đứng che cái nòng súng? Mà con cái trái đây. Tôi ra tới chiến trường rồi tôi còn gặp ba nữa hả? Bộ anh chưa nghe câu trái đất tròn phải có móng tay nhọn sao? Ủa? Cái trái quýt dày mà móng tay nhọn mà. Mình thích thì mình nói thôi. Mình thích thì mình lớn. Ok. Mà bây giờ cô đến chiến trường chắc chắn cô muốn chết có đúng không? Được rồi. Hạ sĩ A, hạ sĩ C, bắt cô ta đem đến trước đồn giặc cho giặc bắn chết đi. Cây này là chết luôn hai thằng lính. AC đã thất thủ rồi. BD tiến lên đi. Dạ. Anh với cô á, lần này là chết luôn BD. Vì cô mà trung đội bảng chữ cái alpha B 24 chữ của tôi còn 20 chữ. Anh làm gì tôi muốn ở đây lắm vậy đó? Nhiệm vụ của anh bây giờ đưa tôi ra khỏi đây đi, tôi cũng không ở đây với anh đâu. Tôi cũng không muốn gặp mặt cô đâu. Bây giờ làm sao ra khỏi đây được? Phía trước là đồn giặc, chỉ có cách là phá đồn giặc mới được ra khỏi đây. Bằng cách nào? Cô sẽ bắn yểm trợ cho tôi. Súng nhỏ xíu, có súng nào bự hơn không? Không, trung đội tôi súng nhỏ không à. Chuẩn bị chưa? Go! 1, 2, 3, bắn! Bang bang bang. Xong. Cuối cùng tôi cũng giết được Alibaba và 40 tên cướp. Còn tôi bắn được 20 tên lính của mình luôn. Anh đừng có bắt chữ nha, lấy tay đừng có bắt chữ nha. Bây giờ bản chữ cái nó tiệt chủng rồi, lấy chữ đâu cho học trò nó học. Nhưng không sao, tôi vẫn còn trung đội 100 số. Và bây giờ chính tay tôi sẽ tự kết liễu cô. Không cần phiền anh đâu, tôi sẽ tự chết được. Đưa đây cho không, tôi. Không, cô phải để cho tôi. Tôi đưa muốn đây cho tự tôi. Đưa đây cho tôi. Tôi. À, báo cáo. Có chuyện gì vậy số 100? Trung đội 100 số đã chết 99 số. Không sao, còn số 100, vẫn còn số 100 là được rồi. 99 số thì không sao đâu. Chỉ cần còn một số 100 nó chết luôn rồi. Mà số 100 mất luôn. Cô thấy chưa?
Cũng vì con mà bây giờ học trò nó mù chữ, bây giờ nó mù số luôn rồi. Đâu phải tại tôi đâu, đây là duyên số do ông Hồng Tơ ông sắp đặt. Ông Tơ nha, tôi lộn, ông Tơ Hồng. Sắp đặt cái gì? Số phận à? Tôi không tin là số phận. Tôi thà chết còn hơn là ở với cô. Bây giờ mà có một trái bom rớt xuống ngay đây, tôi chẳng thà ôm bom tự tử chứ không bao giờ ở bên cạnh một người đàn ông như anh. Ủa, sao trái bom mà hình trái tim vậy? Cậu được ước thấy luôn, né ra đi, trái tim trái ơ gì nó cũng nổ hết đó. Tại sao bây giờ cô không chạy đi? Anh đi đi để tôi ở lại. Không được đâu, nó nổ là chết hết đó. Tôi mà còn sống là mình sẽ còn gặp lại nhau, đó là duyên số. Mà anh đâu có muốn như vậy đúng không? Cô còn ba mẹ không? Tôi là trẻ mồ côi. Tôi còn ba nuôi. Thì đi lẹ lên đi, về với ba nuôi của anh đi. Anh còn phải chăm sóc ông nữa. Đi đi, cứ mặc tôi. Được, tôi sẽ đi. Hẹn kiếp sau gặp lại. Chào cô. Đi số 110. Không sao hết đó. Tôi biết chứ, tôi là một người phụ nữ xấu xí, từ con người nè cho tới cái số phận nữa. Nhưng mà chỉ vài giây nữa thôi, khi trái bom này phát nổ, tôi sẽ kết thúc được cái cuộc đời đen đủi của mình. 5 4 3 2 1. Yeah. Nồi đi em đừng ngủ dây dưa, nồi cho mau rồi chết cho nhanh. Em hư lúc nào chịu nổ. Bây giờ đợi chị dỗ em mới nổ con. Đây chị dỗ em nè. Nổ nổ lẹ nổ lẹ em ơi, nổ đi nổ đi ngoan. Chị thương nè ngoan, nổ đi nè. Ủa cái chìa khóa cổng đâu vậy? Ở đây nè. Ủa sao còn chưa đi? Bà chưa chết luôn hả? Ôi chưa chết cái đẻ con luôn à. Đi đi. À, cho mượn con cái mặt của nó cái coi. Tránh ra đi nguy hiểm lắm. Cho mượn con mặt cái coi. À. Ta đã nói mà, cặp đôi này cực kỳ khó. Bởi vậy ta mới dùng tới trái bom tình yêu để đánh thức họ, cho họ nhận ra rằng không lẽ trái bom tác động đến trái tim khiến tôi nhận ra rằng tôi có cảm xúc với anh ấy. Không lẽ trái bom sau khi nổ chấn động thần kinh tọa tôi, tôi có cảm xúc với cô ấy? Không, tất cả là bởi vì một chữ. Là cùng nhau trong tay đi dưới con đường. Tất cả cặp trai gái yêu nhau thì cho dù khó khăn hay là cách trở cỡ nào thì họ cũng sẽ tìm đến nhau được mà thôi. Mọi người nhìn cái cổng làng mình đi, đẹp không? Dạ đẹp không? Nè, cái cổng làng này có được á là cả làng mình phải tích góp mới đủ tiền xây lên đó đó. Vậy luôn hả ông? Ừ, cho nên tụi con đừng có bao giờ đụng vô nó, làm đổ bể nghe chưa? Dạ. Gì vậy? Khùng bố, khùng bố. Cái gì la vậy? Khủng bố. Không phải. Con đen vợ ăn đậu nè. Gì vậy? Vợ thằng đậu. Vợ thằng đậu khủng khiếp hơn khủng bố. Khủng bố còn đứng ngoài đây, nghe tên tôi cái bỏ chạy trơn vậy. Mày không nghe nói hả? Vợ thằng đầu khủng khiếp hơn khủng bố. Trời đất ơi, người ta có lòng tốt đem khoai lang ra cho làng ăn. Làm ăn thôi con đi về. Ôi trời ơi. Ai tốt hơn vợ thằng đầu không à? Thằng quỷ kia ra đây biểu mày. Dạ.
Thằng quỷ, sao mày ác mồm ác miệng, mày đồn bậy đồn bạ vậy? Con nói rồi mà không nghe, đừng trách con nha. Ăn phải lan không? Không, ứ thèm. Chị, chạy đi chạy. Phí gì đó. Phải lan quá trời vậy, ở đâu chị tụi em với? Trời ơi, nhiều lắm. Đằng ngay cái miếng đất đó thấy chưa? Dạ. Đó, ngay cái chỗ mà bốn cái cọng ta mắc dây đó. Ta đầu người hai cùng xíu quát bắt chéo nè. Chỗ đó không biết nè, chỗ đó có nguyên cái hố bơm á. Cho nên người ta để cái bảng cấm vào. Dạ, ở đó người ta cấm vô, bởi vì con vô một mình con. Đào được quá trời phai luôn. Ngon lắm, ăn đi. Ngon lắm. Vui vậy. Giữ ăn đi, đừng có ngại. Có cái củ này nó bị đột biến hay sao á, nó bự chà bá lửa luôn. Con luộc 3 ngày rồi mà nó còn y nguyên hả? Trời ơi, không biết sao chia cho cả làng luôn trời. Ủa, mọi người vui nghe. Cái cùng này giống như có nhiệt vậy. Sao vậy? À bơ. Cả làng hết sức. Con nói rồi mà không nghe. Con đen nó là thảm họa. Lên đây. Nhìn vào bản mặt của tao. Vừa lòng mày chưa? Cả làng hết sức nhan sắc của em. Trời ơi, cái làng tích có 100 năm của tôi. Mày đi ra khỏi làng. Như vậy đó. Chỉ có vậy à mà đuổi con nhỏ ra khỏi làng. Coi cái làng nó ác dữ không? Trời ơi, lửa cháy lan cả làng mọi người ơi. Lửa cháy lan cả làng rồi. Trời ơi, nhan sắc của em giận mọi người hết sức. Trong giấc thiên đường xưa, tìm em ướt mồ. Tai họa không dừng ở đó. Sau vụ nổ bom đã làm lửa cháy lan tới đập thủy điện của làng, làm chập điện, nước xả ra đột ngột, người dân đột ngột trôi đi. Trong cơn lũ đó đã khiến cho đời sống người dân trở nên khốn khổ và mang về một nỗi sợ hãi mang tên thủy quái. Thủy quái! Thủy quái! Thủy quái! Thủy quái! Kể từ đó, vợ chồng chúng tôi phải đi săn thủy quái. Loài vật mà chúng tôi không bao giờ sợ. Ông quỷ ở đâu xuất hiện vậy mày? Mình đi không? Tao đánh đi giờ. Bình tĩnh đâu ơi, bình tĩnh. Đâu mày khùng hả đâu? Khùng cái gì? Phải chửi cho nó nên người chứ. Giống như mày á, tao chửi hoài mà mày cứ tệ. Mày thôi đi. Tối ngày mày cứ chê tao tệ này tệ nọ mày. Có sửa làm gì, mày càng sửa thì mày càng đem sai. Đầu trên tấm dưới giờ mày nổi như cồn. Mày ngu quá làm sao tao chịu nổi.
làm cái gì coi cũng không xong. Trời ơi, lúc cưới mày bù lệch anh tao. Tưởng mày tệ nhất sớm, ai dè mày ngu nhất là. Tao không có muốn vậy đâu, tại cái đầu tao nó vậy rồi, giờ biết làm sao. Thôi, mày từ từ đi, mày hung hăng quá à. Có gì để tao qua tao nói chuyện với nó cho, mày tránh ra đi. Bé ơi, bé ơi. Nó nghỉ chửi chưa? Hết chửi rồi, ra đây, ra đây. Dễ thương ha, người ta vậy mà chửi tao hoài à. Ủa, bé ơi, bé là cái loài gì vậy? Muốn biết ta là loài gì, hãy nhìn lên màn hình đi. Bình thủy, bát quái, ta biết rồi. Con gì? Bình bát. Chị Bãi, chị Bãi. Nó động vật không phải thực vật. Thủy quái. Chính xác. Ta chính là con thủy quái. Và tên thường gọi của ta là cá sấu. À. Hên ghê. Cũng may là vợ chồng mình bơi lẹ. Bây giờ lo nghĩ cách giết cá sấu đi kìa. Ờ đúng rồi, tao quên nữa. Phải nghĩ cách giết cá sấu rồi đầu ơi. Ừ. Vậy là vợ chồng mình phải suy nghĩ. À, tao có file làng. Vậy hả? Cho tao miếng đi. Không được. File này ăn vô là đai. Tại sao? Tại vì nó đào ở trong hố bơm. Nhưng mà làm sao cá sấu nó ăn được khoai? Biết đâu, nó ăn chay. Sao mày biết? Bữa nay rằm. Thí chủ ơi, thí chủ. Mấy ngày nay tôi lên đên trên biển, tôi đói lắm. Thí chủ có thể nào mở lượng hải hà cho tôi một ít khoai lang ăn đỡ đói được không? Cảm ơn thí chủ. Có được rổ khoai này chắc chắn tôi sẽ no. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Yeah. Đen ơi. Nắm tay tao đi đó. Đen. Nắm tay tao. Tìm nhau mãi đến khi xanh bạc mái đầu. Mình đang ở đâu đây? Ở này là cù lao. Tao với mày đang chơi một cái cù lao. Bây giờ lo tìm cách á mà thoát ra khỏi chỗ này đi kìa. Trên này không có ai hết trơn à. Ờ ha. Nè hai vợ chồng kia. Con thủy quái. Nó là cá sấu nó hại người. Mình phải tiêu diệt nó. Ủa gì mắc cười vậy? Sấu cũng là cái tội sao trời. Ủa là sao? Bà nín đi, bà đừng có nói nữa. Giai đoạn này hãy để cho nhân vật phản diện được một lần lên tiếng nè. Chuyện nó là như thế này. Tắt nhạc đi. Nhạc này của vợ chồng nó mà tụi lao. Ờ. Nhạc của tụi tao. Chuyện nó là như thế này nè. Đường quanh bom tôi cho đôi mình mãi tìm nhau. Tôi có một gia đình hạnh phúc. Trời ơi, nhạc kìa, nó vô tâm lý luôn kìa. Tôi có ba, tôi có má. Tôi có một cô chủ xinh đẹp và một gánh xiếc rất là vui vẻ. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang đến với Gánh Xiếc Nhà Khang. Yeah! Và bây giờ quý vị sẽ đến với một màn xiếc tiếp theo. Cá sấu đu dòng. Và sau đây là bản diễn của tôi. Đó, tôi hồi xưa nè, nhìn ngon cơm ghê chưa. Gánh xiếc của tôi được mọi người rất là ủng hộ. Ủng hộ, ủng hộ, ủng hộ. Trong đó có những người lớn tuổi. Ủng hộ, ủng hộ, ủng hộ. Những người nhỏ tuổi. Ủng hộ, ủng hộ, ủng hộ. Những người không nói được. Tất cả họ đều nhoai xoài lên để ủng hộ chúng tôi. Và tiết mục xin phép được bắt đầu. Oh!
đi lưu diễn rất nhiều nơi. Chúng tôi đi ngang qua làng này thì bỗng nhiên đập thủy điện xả lũ đột ngột, nước lũ đột ngột dâng cao, chúng tôi bị cuốn trôi. Cô chủ, cô chủ ơi, cô chủ, cô chủ. Công nhận câu chuyện cuộc đời mày bi kịch ghê luôn á. Ê, sao người ta kể chuyện mà mày thở chứ vậy? Tao thấy tao trong câu chuyện đó. Chứ đau quá mày ơi. Được không, được không? Mà sao, được không? Được chứ. Đó, mấy ngày nay tôi chỉ bị đói khát, tôi đi bơi lội vòng vòng, chứ tôi có làm hại gì ai đâu, tự nhiên gám ghép cho tôi là thủy quái à. Ê, đậu, đậu, cái xấu gì mà hiền lành quá, vậy mà nói lần nào, tao cho giọng trong họng nó một trái bơm vậy trời. Không, không phải một trái, hai trái lận. Ở đâu ra? Một trái của nó, một trái mày làm trái cổng, rồi bể đập thủy điện. Một tay tao làm nên tất cả. Cái đập thủy điện là bà làm ra. Tôi không có cố ý. Bà đã chia cắt gia đình chúng tôi. Tôi không có cố ý. Được, các người đã ác với tôi thì đừng trách sao tôi ác lại với các người. Tôi sẽ chia cắt gia đình các người. Cả cuộc đời của mày lúc nào mày cũng nghĩ cho tao. Tao xin mày, hãy cho tao một lần làm gì mày đi. Không, cả cuộc đời này tao lấy mày, tao vì mày, thì bây giờ lần cuối cùng này tao cũng sẽ vì mày. Mày đi đi. Không, tao không đi. Cả sáu, muốn làm gì thì làm tôi đi nè. Không, muốn làm gì thì làm tôi đi nè. Không, tôi nè. Tôi nè. Thôi đi. Không lẽ các người ác với tôi rồi tôi ác lại với các người sao? Quan quan tương báo bao giờ mới dứt? Mẹ tôi có dạy sống là phải biết vị tha. Các người về đi, về đi. Đen ơi, đậu ơi. Hả? Làng đi tìm chúng ta rồi kìa, chúng ta phải làm sao đây? Làng đi tìm rồi sao đây? Dạ, 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 chúng con xin lỗi. Chúng con lỡ làm bể thì cứ gì chúng con kiếm tiền đền cho. Làm gì đồ dai như đĩa vậy trời? Không, không, tuy rằng hai con hậu đậu, nhưng mà con rất can trường. Con đã đào hết tất cả trái bom trong cái hố đó rồi. Cho nên làng mình có thêm mảnh đất mới để mà xây trường không? Nhưng mà trong cái rủi có cái may nha con. Ủa, vậy là con cũng được làm được một cái việc tốt cho làng mình hả? Dạ. Vậy giờ mình được về làng rồi đâu? Đừng có được về làng chứ không? Được. Chú trưởng làng, khoan. Thí dụ bây giờ á, con về rồi cái con dẫn thêm người bạn con về nữa được không? Được, bây giờ làng mình giàu lắm, đất rộng lắm, cứ đưa khách về ở. Cá sấu, về chung nha. Cái gì? Bình tĩnh, không gì đâu. Trưởng làng ơi, con cá sấu này nó hiền lắm, nó tốt lắm. Hồi nãy á, vợ chồng của con nè ở đây kể chuyện tâm sự, nó khóc luôn á. Trời ơi, mày chưa nghe nước mắt cá sấu hả con? Cái thứ này nó ác ôn lắm. Ác. Cá sấu tụi tôi ác lắm, ác lắm. Đây nè, ác lắm. Mẹ tôi nè, ba của tôi nè, ông nội tôi nè, gia đình tôi đó,
tụi tôi ác hay là con người ác? Cá sấu ơi, cho tao gửi bác gái với gia đình lại nè. Tao thay mặt cho những người làm cái này xin lỗi mày nha cá sấu. Trưởng làng, vợ chồng con cầu xin trưởng làng mà. Cái gì thì cũng phải có biểu quyết, dân chúng đồng ý mới cho về. Ai đồng ý giơ tay phải lên. Con. Ủa tay nào tay phải, tay nào tay trái? Đây này nè. Không, vợ tôi trái phải như một à. Nói chung là con giơ hai tay luôn. Yeah. Trưởng làng ơi, nhưng cái ngày trọng đại này nè, con á sẽ tổ chức một bữa tiệc đãi cả làng luôn. Tiệc gì? Con luộc phai đãi làng. Nữa hả? Nó chơi mà. Có ai xứ này nổi danh bằng tôi, khắp trong xóm làng gọi tôi là đen, nói tôi hiền ngoan, thiệt thà chất phác, sớm khuya ruộng nương bên đồng lúa vàng, lo chồng rồi đến lo cha, lo cả nhà cùng thôn xóm. Vậy mà người ta nói tôi vợ thằng đậu không ai mà tệ hơn. Trứng cốt chiên chả cá. Đây, trứng cốt chiên. Mắm em nè, thử đi trời. Rồi, đây. Anh ơi. Trứng cốt chiên đây, chả cá. Trời ơi, mấy cha mấy mẹ ơi, mấy cha mấy mẹ. Buôn bán cái gì cho người ta rau chứ. Trời ơi, ai mua son phấn không? Bảy. Vậy? Mua giúp một con cây son hợp phấn đi Bảy. Mày vô duyên quá, tao buôn bán giữa chợ dưới đò. Mua son phấn làm gì? Bảy không xài, Bảy cho heo xài. Trời ơi, ý mày nói tao heo quá hả? Không phải, ý con nói là heo của Bảy á, kiếm rịm mà. Hả? Bảy mua hộp son với cây phấn, Bảy chà lên, người ta tưởng heo tươi, tao mua cho Bảy à. Trời ơi, tiếng có nghĩa là nói heo của tôi là heo bệnh nè. Cái thằng này muốn tao xài. Lên, đứng lên Bảy ơi. Mọi người im lặng, có chuyện gì để luật sư trợ giải quyết. Mày chỉ đúng hướng quá. Dạ xin lỗi cậu, con hố. Đây cũng hố. Ai cần luật sư? Dạ đây. Chuyện gì? Dạ đâu có gì đâu. Em hỏi luật sư nè. Em có nói đâu heo có Bảy tím rịm. Em kêu mua hộp son phấn trà lên để cho heo tươi rồi. Vậy Bảy đòi chém em à. Khoan Bảy ơi, Bảy ơi, nghe tôi nói cái đã. Bảy, quân tử động khẩu bất động thủ. Vì sách có câu rằng: một câu nhịn, 9 câu lành. Đúng. 2 câu nhịn, 18 câu lành. Phải rồi. 3 câu nhịn, xả 27 nhát. Hay lắm. Cái gì vậy trời ơi trời. Khoan, nói chơi thôi, Bảy nóng quá, nổi mụn chết. Tao nói hả, sáng sớm nha, tao buôn bán nha Bảy. Cái thằng quỷ này nằm một lát rồi đi, tao bán ế nha. Để chút. Tao xả thịt mày ra, tao làm heo luôn đó. Không có người mở hàng cho Bảy đúng không? Ế nè. Tôi mở hàng cho Bảy được không? Trời ơi, thiệt không vậy? Thiệt. Trời, bo tốt bụng quá. Giúp Bảy đi, mở hàng lại giùm Bảy đi. Nè, nguyên cái đùi ngon không? Cậu mua về nè, cậu hầm đi cho cha của cậu ăn. Bổ mấy cái khớp á, mấy cái khớp. Trời ơi, Bảy ơi. Bộ bay sức dầu xanh hả? Sao cái giò nó xanh lè, xanh lét vậy? Diệu! Có Diệu nè! Qua đây! Gì nữa đây? Bảy kêu Diệu hả? Đi đây! Hả? Hồng hào! Ô, là la! Ăn vô chết à! Ê, Bảy rồi! Trời ơi, Bảy bán ở đây mấy chục năm, cái chợ này có ai ăn mà chết đâu! Không ai ăn chết hả? Ờ. Thôi Bảy ráng giữ lại, Bảy đem về gia đình Bảy ăn đi, bảo đảm ngày mai có người chết! Bảy ơi! Gì? Tính tiền!
tiền gì mày? Trang điểm cái đùi heo. Trời ơi, mày muốn tao chém chết cái đùi heo. Lấy đã sạp vừa trả tiền ta, hung dữ dễ sợ. Anh Bo. Cái gì nó đây? Lấy dịu đi Bo. À. Nửa đời còn lại, Diệu sẽ nâng khăn, sửa túi cho Bo. Trời ơi. Lấy dịu nghe Bo. Trời. Hả? Bo. Bo lấy dịu à. Đúng rồi. Diệu ơi, dù biết rằng em có thành hôn với ai đi nữa thì chỉ cũng về với em để mừng ngày em xuất gia. Dạ kìa bà nội. Cái gì vậy? Trời ơi trời, cái gì vậy? Trời ơi, người ta xuất gia theo chồng hả? Chiêu gia. Tiếp. Để mừng ngày em xuất gia cho vui lòng ba với má. Sao dừng lại cậu? Đang vui mà cậu. Tiếp cậu. Vô. Tăng 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 tăng. Sao mày không tăng nữa đi? Sao mày không tăng nữa đi? Con tăng là con tiêu cậu ơi. Ai cha, ai cha cậu ơi cậu. Gì vậy? Tự nhiên con muốn đi. Đi đâu? Con đi đây. Tiền bán cái chợ đâu? Em đâu có bán gì đâu anh. Ngồi đây. Dạ. Mày nữa hả? Dạ. Chứ ai nữa? Ngồi im đây tao. Thì nãy giờ ngồi im mà. Vậy? Dạ, ngồi im đây. Tao có cái gì sai rồi đó? Không, hai anh em mình cùng đúng đó. Đúng thì mày ngồi im. Dạ, ngồi im mà. Vô dây hàng thẳng lối đàng hoàng coi. Vô rồi. Tao phát hiện bây giờ. Mày nhảy tao theo mà. Yeah. Yeah. Ô là la. Mày giỡn mặt với tao hả? Anh ơi, khoan, kêu em nói anh ơi. Quân tử động khẩu bất động thủ. Vì sách có câu rằng: tri nghĩa bất tri vô vọng giả. Giả hả mày? Mày giỡn mặt với tao hả? Tao tới đây không tiền trả cho mày. Dừng lại đây. Sao tôi biết con đây vậy? Dạ ừ. Con kêu á cậu. Trời ơi. Ai cha đánh con tao? Thích thì đánh. Cao to, mạnh mẽ, con chuột bự chà bá luôn. Ai cho ăn hiếp dân làng yếu đuối? Đó là chuyện của tôi. Tới đó thu tiền bỏ cây. Không có tiền bạc gì hết đi về. Ông nói gì không ra? Mày đi đâu? Đi rất giàu ông nội. Ông già, ông hay lắm. Hẹn ngày tái ngộ. Bà. Tía. Con có sao không bà? Dạ con có sao tía. Kêu con học võ hồng thân không chịu học để người ta quýnh vậy hả? Tía à, mình dùng lời lẽ nhẹ nhàng là được rồi. Vì quân tử động khẩu bất động thủ. Thôi, định nói sách có câu nữa đúng không? Dạ. Nghe riết quen rồi, để dành nói cho bà con kìa. Bà con, tôi thấy bà con lương thiện nên học ít võ để làm hồng thân với rèn luyện thân thể. Sẵn tôi có võ đường nè, nếu bà con thích theo tôi về tôi dạy miễn phí. Yeah.
võ người ta đi quyền làm gì mà bà bảy bảy chém chém mới ghê vậy bảy? Trời ơi sư phụ ơi, học võ con thấy khó quá. Tại vì con quen ở chợ ở đò rồi, con quen chém mà sư phụ. Sư phụ coi nè, con chém nè, chém nè. Trời ơi bảy bảy, ở đây là võ đường học chiêu thức không à. Bảy chém chém rớt đầu người ta sao bảy? Bảy làm vậy sao được? Rớt đẹp quá nè. Bảy bảy bình tĩnh nha, bây giờ bảy tạm thời học quyền đi cho có khí lực rồi bữa sau dạy dạy bảy chém đao xong nha. Bo dạ. Tía thấy con góp ý người ta hay quá, sao con không chịu vô học chung với dân làng đi bo? Tía à, con không cần học đâu, quân tử động khẩu. Thôi, nghe giết quen rồi, vậy con nói câu khác đi, con phải học võ, có võ thì con mới phòng thân được, người ta không ăn hiếp con được á bo. Tía yên tâm, tía đừng có lo cho con. Bây giờ gì nè, tía đang mệt đúng không? Để con ra sau hè con leo lên con hái dừa cho tía uống, tía đỡ mệt chịu không? Nhưng mà con phải học võ chứ. Tía đừng có lo cho con không học đâu, con hái dừa cho tía uống hà. Bo. Để đây đây, bo về đây đây. Dẹp cho đường cho tao. Bay lên đầu tao ngồi luôn đi. Cái ông này nè, nãy đánh đàn em tụi mình đó đại ca. Tới đây làm cái gì? Ông già rồi, ông về ông dưỡng già đi, đừng có xía vô chuyện của tôi. Không có xía gì hết. Ở đây là võ đường của tôi, không mà tôi xử anh đi về đi. Con đường là do ông chọn nha. Lên. Tía, bà con ơi, tía tôi có sao không? Tía không thể nào. Tía lo cho con được nữa bà. Con gắng sống giữ mình và bảo vệ cho bà con. Tía ơi, tía dạy cho tía ơi, tía kêu bà con gì? Tía dạy còn gian dở mà. Tía ơi thu tiền bảo kê cho tao, ai không đưa đập hết cho tao. Bội má mày tặng nhét trong đây không thôi là tía theo bả về chào ông bà rồi. Chứ nằm chứ làm con sợ quá vậy. Bo, tía thấy con là chưa từng học võ mà sao con đánh đẹp quá vậy bo? Tía ơi, con chưa từng thôi chứ con phải là con không biết. Ủa vậy hả? Con thấy tía từ lâu dạy các môn đệ đó, con học lâu rồi. Trời ơi, con có khiếu, giỏi quá bòi. Từ nay chức trưởng môn, tía sẽ trao quyền lại cho con dạy cho bà con nha. Tụi bay muốn gì nữa? Không có gì,
Tại chú muốn xin gia nhập võ đường thôi mà. Hôm nay sư phụ lại dắt con ra cái quảng trường vắng người như thế này. Con nói đi, tất cả những khu vực xung quanh đây đều là văn phòng cao ốc, đúng chưa? Dạ. Chỉ trong vòng vài phút nữa thôi, giờ tan ca sẽ đến. Lúc đó thầy trò mình sẽ hành động. Dạ. Con nghe nè sư phụ. Sao? Trước khi con tới đây, con hứa ghê con đang trồng cái laptop. Dạ. Yeah. Mày giỏi vậy, thằng này nó hay quá. Sư phụ, trời ơi con giỏi quá con ơi, con cấp được cái laptop luôn à? Dạ. Bao lâu rồi sư phụ cũng dạy con ảo thuật đúng không? Bữa nay sư phụ sẽ dạy con một màn ảo thuật kinh điển, con phải tập trung. Thầy chỉ dạy một lần mà thôi. Dạ. Đây là cái laptop con vừa mới ăn cắp đúng không? Dạ đúng. Hãy nhìn cho kỹ đi. Hai cái iPad. Mày thấy đau ghê không? Mày thấy đau ghê không? Hai cái iPad luôn mà thấy ghê. Ủa rồi hai cái iPad này xài sao sư phụ? Bỏ đi. Đừng quan tâm tới nó nha. Sư phụ buồn lắm. Không tin luôn á trời. Giờ tan ca đến rồi. Hành động. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm with you. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm. Không lấy đi, lấy tóc giả là sao? Đấy, con không có biết. Bây giờ đừng có quan trọng điều đó. Con lấy những món đồ rất là giá trị. Đâu, đưa cho thầy coi. Đây, bóp tiền. Bóp tiền, giỏi lắm con. Điện thoại. Hay quá con ơi. Còn nữa sư phụ à. Cái gì nữa? Đây, sổ tay. Sổ, cái gì hả? Sổ liên lạc. Sổ. Sổ đầu bài. Thấy ghê chưa? Mày à, mày còn cái sổ gì mà nó ghê hơn nữa không? Dạ con. Sổ gì? Sổ lãi. Mày cũng điên hả? Mày lấy sổ lãi chi? Con lấy sổ lãi cho con. Con mập cũng được gì mấy con lãi á. Mệt quá. Nhưng mà đừng có quan trọng cái đó. Quan trọng là bóp tiền, nó rất là dày. Đúng rồi, bóp tiền. Bóp tiền, có cái gì trong đây? Bóp tiền. Không có tiền mà có bài không gì? Có chữ nè. Tụi mày đã bị bắt. Mình đã bị lộ chân tướng rồi. Rút. Quay. 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 Trời ơi, sao quýt nó quá vậy? Quay. Quay. Sao tôi nhiên bắt sư phụ tôi? Mấy người con em, mấy người bắt tôi nè. Quay. 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 Ai trời, ai trời. Ai. Ê, trời trời, nói giỡn mày làm thiệt hả? Ê! Ê! Cái gì? Điện thoại. Alo. Tôi chính là kẻ bắt cóc đệ tử của ông đây. Sư phụ ơi, cứu con. Tôi muốn nói sư một điều là... Sư phụ ơi, cứu con. Sư phụ ơi, cứu con. Tôi muốn nói là với ông là sư phải... Sư phụ! Chị bắt cóc. Chị bắt cóc. Dạ. Chị đưa cho ông đệ tử nói chuyện nghe. Chị bắt cóc. Sư phụ ơi, cứu con! Mày lên đây! Sư phụ ơi, cứu con! Mày có câu nào khác không? Mày cứ sư phụ cứu con hoài! Cứu con, sư phụ ơi! Trời ơi! Mày có sáng tạo ghê đó! Bây giờ là mình bị bắt cóc mà đúng không? Thì mình cũng phải lịch sự! Chỗ người lớn người ta nói chuyện nhau mà trò cái mỏ vô, sao tao nghe tao nói cái gì? Dạ, con hiểu rồi, con hiểu rồi! Ngoan lắm! Dạ! Sư phụ ơi, cứu con! Ai? Ủa, hình như chị mới bẻ cổ đúng không? Đúng rồi đó! Dạ, cảm ơn chị, nó nói nhiều quá! Bây giờ chúng ta trở lại đề tài chính được chưa? Dạ. Ông biết Dũng Tàu không? Dạ em biết chị. Ông đến bãi trước. Bãi trước Dũng Tàu. Đi xuống biển. Đi xuống biển. Bơi ra bãi sau.
Bơi ra bãi sau. Leo lên bờ. Leo lên bờ. Đi bộ ra bãi trước. Xí xí xí, đi bộ ra bãi trước làm chi? Cho khô đồ. Dạ cảm ơn chị quan tâm anh nha. Giờ mình vô vấn đề chính luôn đi nha. Khi ông leo lên bờ, ông sẽ gặp một người giữ bức mật thư. Một người giữ bức mật thư? Đúng. Trong bức mật thư có ghi gì không? Địa chỉ nơi giam giữ đệ tử của ông. Địa chỉ ở đâu? 5B Phạm Ngũ Lão, Gò Vấp. Dạ, chị bắt cóc ơi. Sao? Vậy cho hỏi em có cần ra Vũng Tàu không? Bây giờ chị nhắc lại một lần nữa nha. Em phải ra Vũng Tàu, em gặp một người giữ bức mật thư. Trong bức mật thư mới có địa chỉ nơi giam giữ đệ tử của em là 5B Phạm Ngũ Lão, Gò Vấp. Em hiểu chưa? Không, em hiểu chị rồi đó. Nhưng mà chị không có hiểu em. Bây giờ là em đã biết cái địa chỉ giam giữ đệ tử của em là 5B Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, đúng không? Đúng. Đúng không? Đúng. Vậy em ra Vũng Tàu không chị? Bây giờ thôi không nói nữa. Bây giờ tóm lại phải ra Vũng Tàu gặp một người giữ bức mật thư. Trong bức mật thư có địa chỉ là 5B Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, ông hiểu chưa? Không, bây giờ em biết cái địa chỉ đó rồi. Em biết chính xác luôn. Đúng không? 5B Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, đúng không? Vậy em ra đó làm chi? Đúng không? Phải tôi giải thích tôi hiểu chứ. 500 anh em của tôi đã hiểu. Chỉ duy nhất một mình ông hiểu. Bây giờ ông không tới tôi xử đệ tử của ông. Cấp. Alo. Ơi. Alo. Ơi. Alo. 30 phút mà đi ra Vũng Tàu theo bà nào nói chắc không kịp đâu. Thôi. Được rồi. Mình sẽ sử dụng phép dịch chuyển tức thời. Tất cả mọi người hãy để ý. Đây là một cái khăn. Nó có phép ảo thuật dịch chuyển tức thời. Thời. Đối tượng đã xuất hiện. Bây giờ phải làm sao? À, đối tượng đã xuất hiện rồi thì hãy mau xuất đầu lộ diện luôn đi. Hey, hey. Ta đang xông hơi mày. Ta đang xông hơi mày phá ta không mà. Alo, đối tượng đang xông hơi vì đối tượng bị bệnh. Phải làm sao? À, giết hả? Giết, ok. Dạ, giết. Anh ơi, giết. Mày khùng hả? Mày tao xông hơi mắc gì đòi giết tao? Ấy, giết em ông á, trời ơi, khùng dễ sợ. Ấy, đứng lại! Gì vậy? Mày dám giết em tao à? Tao... Ai là người bắt cóc đệ tử tao? Em, à... Sức đầu lộ diện. Là sếp của em. Là ai? Là sếp em. Ai là người bị bắt cóc? Là con. Ai là chủ bắt cóc? Là tôi. Lộn rồi má ơi. Trời ơi. Chú Phụ. Đệ tử. Trời ơi, con nhớ chú Phụ quá. Chạy, chạy. Nhanh. Trời ơi, ra đây luôn đi. Trời ơi. Thôi. Bớt chạy đi, mới chạy vòng sát sinh ba đứa rồi kìa. Thôi, tụi bay diễn dữ vậy. Trời ơi, người ta làm thì mình phải diễn chứ. Em lấy tiền mà chị. Tao trừ luôn hết. Ba là ai? Điều đó không quan trọng. Tại sao bà bắt cóc đệ tử của tôi? Điều đó không quan trọng. Tôi có mặt ở đây làm cái gì? Điều đó không quan trọng. Cái gì cũng không quan trọng thì bắt chi vậy má? Đi. Đi là giết. Trời ơi, cái này mới quan trọng nè. Điều đó không quan trọng. Không quan trọng. Đã nói là điều đó không quan trọng. Bà kêu bà bắn đi rồi bà chết luôn đó bà. Trời ơi. Ô, trừ luôn tụi thật á. Tóm lại, tôi bắt hai người tới đây là muốn xem ông biểu diễn ảo thuật. Bà điên rồi. Tôi làm gì biết ảo thuật. Tôi chỉ là một ảo thuật đường phố. Làm sao làm được ảo thuật lớn cho bà coi. Nếu ông không nhớ thì để tôi nhắc cho ông nhớ. Đó có phải là đạo cụ đồ dùng của ông ngày xưa đã dùng ảo thuật hay không? Cứu em với! À! Sao vậy Thuận? Không. Không phải là của tôi. Tôi không biết ảo thuật. Đi. Vậy thì chết. Mà không phải là ông, mà là đệ tử của ông. Nếu bà cần, tôi sẽ làm cho bà. Cũng được. Chú Hữu. Làm thử coi. Tôi mới gặp bà lần đầu. Tôi có thể dùng trí óc của tôi đọc ra suy nghĩ và biết được số điện thoại của bà. Nói chuyện không chỉ lên đầu. Của bà. Làm đi. Được. Điện thoại đâu?
Dạ ơi, còn nhớ bao cấp ân những ngày trôi qua. Wow! Trời ơi, sao sư phụ hay vậy? Sư phụ biết được số điện thoại bà? Bà mới gọi tao nhật ký điện thoại vẫn còn mà. Ôi, ngay con trò biển đó đi chứ cho. Bây giờ sao? Bây giờ tôi không cần nói nữa. Mà tôi có thể biết số điện thoại của ba thằng đệ tử của bà. Bằng thức thôi miên. Hãy ngủ đi. Ôi! Dạ ơi, con nhớ. Wow! Sư phụ xuất sắc. Đỉnh mà mày. Đỉnh. Vậy còn người kế tiếp? Người kế tiếp mà hãy ngủ đi. Wow, con không thể nào tin được sư phụ. Tao cũng không tin tao luôn mà. Đỉnh của đỉnh. Vậy còn người cuối cùng? Người cuối cùng mà hãy ngủ. Ê ba em gọi chị. Ba mày gọi đúng chỗ lắm. Trời ơi con chưa kịp là làm đi. Làm lại. Hãy ngủ đi. Trời ơi chị ơi, anh có số điện thoại em thiệt mà hay thiệt. Mà sao em tắt nguồn? Ủa sao em có hai cái điện thoại nè chị ơi. Cái này của tao. Ê, ê! Vui đó chính là bà già nào. Ông không được giỡn mặt với tôi nữa. Tôi giỡn bà nào? Nếu như ông không nhớ thì bây giờ tôi sẽ nhắc cho ông nhớ. Bà nhắc cái gì? Ông phải biểu diễn một trò ảo thuật đã đưa tên tuổi của ông lên hàng ngôi sao trong làng ảo thuật. Ôi! Tôi có biết làm cái gì đâu. Ê! Ông đã gần nhớ ra tất cả mọi chuyện rồi đó. Tôi chắc chắn làm xong trò này ông sẽ nhớ hết tất cả thôi. Đó là trò gì? Trò gì? Cứu học trò của ông trong biển lửa. Bắt nó! Cái gì vậy? Đem ra! Mọi người làm cái gì vậy? Cứu lấy học trò của mình đi! Hãy cứu lấy học trò của mình đi! Nó sẽ chết trong biển lửa! Đệ tử! Con sư phụ ơi! Con sợ lửa! Con muốn chết sư phụ ơi! Sư phụ cứu con! Sư phụ ơi! Sư phụ cứu con sư phụ ơi! Thôi thì mình cứu, tôi đã mất một người thân rồi. Bây giờ tôi không thể làm mất một người thân nữa. Sư phụ sẽ cứu con đây. Con có sao không? Tại sao lại là bà? Tại sao lại là bà? Em làm tất cả các chuyện này là muốn anh nhớ lại 20 năm trước. Anh là một Lê Nam, một nghệ sĩ ảo thuật tài giỏi. Bà nói cái gì vậy? Tôi là ai? Tại sao trong lòng tôi lúc nào cũng có tiếng nói? Tôi là ai? Anh là Lê Nam, một nhà ảo thuật tài giỏi. Come on.
Bà thấy tôi thổi bà nhiệt tình lắm. Lỡ tôi chết rồi bà bỏ tôi được nữa. Không, anh cứ biểu diễn đi, em không sợ đâu. Mày cũng tới mày múa lửa thế. Nghề của em mà anh mắc cười quá hả? Mày không còn chỗ nào múa hả? Dạ hôm bữa tao làm MC Khánh Thành cây cầu Cá Tra, mày tới mày múa lửa cháy nguyên cây cầu là bây giờ cả nhà người ta phải đi nhà vệ sinh công cộng luôn. Trời ơi. Bữa đó xui thôi anh ơi. Em nói hả, bữa đó em chuẩn bị hết trơn hết trọi rồi, em cầm cái lửa em phun qua bên trái một cái, mấy nhỏ bán heo nái vô tay rần rần rần. Em phun bên phải một cái, mấy bà bán cháo quải vỗ tay rần rần rần. Em quay xuống hầm một cái, nó quýnh em rớt con mi giả luôn. Trời ơi, mày dẹp tắt cái ngọn lửa đam mê của mày đi. Dạ. Yeah. Tránh ra để tao làm lễ. Kính thưa bà con cô bác, đám cưới là phải có bầu, xây cầu là phải có ông chủ. Và sau đây là sự xuất hiện của ông chủ cầu. Đẩy ra một cách cho lạ mà nó đẩy một cái tới bờ bến lạ luôn. Không lạ, không hài, cũng không mắc cười luôn á chú à. Thấy chưa, nó là không vui mà. Lỗi anh sao, tại xe lăn mà em gắn thắng xe lửa. Thắng từ sáng thứ bảy tới chiều, chủ nhật mới dừng. Vậy thôi hôm nay tưng bừng, thấy chưa. Kính thưa bà con cô bác, sau đây xin mời chú Sáu Liệt đứng dậy phát biểu. Đứng đây. Cái gì vậy? Bị liệt mà kêu đứng vậy sao đứng? Chú Sáu Liệt ngồi im phát biểu. Vậy đi. Thì hôm nay là tôi cảm thấy rất là vui khi mà tất cả bà con có mặt đầy đủ ở đây. Thì tôi cũng nói luôn cái lý do mà tôi xây cái cầu tạm này. Đó là vì là tôi muốn là bà con mình ở bên đây đó có thể là dễ dàng đi lại với bên đất liền để mình giao lưu buôn bán, đi học đi hành được. Wow, hay quá, quá không chú Sáu. Còn lý do nữa là tôi muốn là tất cả mọi người ở đây á, chúng ta cùng nhau quyên góp. Chưa nói xong mà. Tôi muốn là chúng ta cùng nhau là quyên góp. Trời ơi, tôi nói là quyên góp cái tên cho cây cầu. Bây giờ là ai có cái tên gì hay không nói đi. Con coi chứ. Nó sai xỉn. Ai vậy? Tôi. Ai nó? Trời ơi. Mọi người đừng kỳ thị con tôi. Ừ. Tôi bình thường nó nhậu nhẹt bê tha thiệt. Nhưng con tôi học cực kỳ giỏi văn và luôn tỉnh táo. Hay quá. Con, nói một câu cho mẹ tự hào đi con. Dạ thưa chú Sáu, thưa tất cả mọi người. Ừ. Để cho cái cầu này bình an, con nghĩ nên đặt cái tên là cầu siêu. Trời ơi, cái gì mà cầu pháp, cầu siêu. Sao? Con đặt cái tên này là hết luôn nè. Sao? Gì nè? Đặt là cầu thủ Bùi Tiến Dũng. Việt Nam vô địch. Trời đất ơi, xây cái cầu này là để đi chứ không phải đá banh đâu mà cầu thủ. Tên dạ khác đi. Tên khác, ai có cái tên gì nè? Dạ thưa anh Sáu, dạ thưa tất cả mọi người. Con dạy cái mang, con đã thất bại thì mẹ phải lợi hại hơn con. Mày quá mạnh đi. Con lên mẹ. Dạ, nãy giờ mọi người cứ nói chuyện lòng vòng mà không nhìn vào phong thủy của cái cầu này. Sao? Nó cứ thiếu thiếu một cái gì đó. Cho nên theo tôi hãy đặt tên nó là cầu Dòng Khuyết. Đã khuya rồi vẫn ngồi đêm sao, sương rơi lạnh ướt đôi bờ vai. Thôi
biển gì mấy má. Ôi à. Nè bà con đứng lên coi. Tôi nói hả là xây cây cầu này là cho bà con đi, chứ đâu phải là cho ca sĩ Tấn Hưng đi đâu mà cầu vòng quyết. Đúng rồi chú Sáu. Với tư cách là một người MC có ăn có học, được đào tạo qua trường lớp, con nghĩ đây là cây cầu bắc qua sông, tạo lên tình nghĩa xóm làng, dễ dàng đi qua đi lại. Đúng rồi, cái ý của chú là muốn là xây cây cầu vậy đó. Bây giờ đặt tên gì nè? Đây là cây cầu bắc qua sông, tạo lên tình nghĩa xóm làng, dễ dàng đi qua đi lại. Không nói rồi, biết rồi. Là sao? Biết là như vậy rồi, nhưng mà bây giờ cái tên là gì? Cái tên đây là cây cầu bắc qua sông, tạo lên tình nghĩa xóm làng, dễ dàng đi qua đi lại. Rồi. Cái tên đó. Trời ơi, sao vậy? Cái tên này mà gắn cái bảng lên nó dài còn hơn cái cầu đó. Bây giờ phải có cái tên đi nè. Tôi tên cây cầu mà từ sáng tới giờ đặt hoài không xong, con cầm mỏi gần chết luôn, mệt mỏi cái đầu lân rồi. Cầu đầu lân. Tôi phản đối. Ai vậy? Ai vậy? Là tôi. Ai? Tôi phản đối đặt tên cái cầu này là cầu đầu lân. Cầu đầu lân là đần lâu, ngu nguyên một làng. Bình tĩnh. Nè hạng Tư, vậy mày có cái tên gì hay hơn hả? Tôi thiết nghĩ là đốt bà nó cây cầu đi. Đâu được. Ăn rồi rảnh rỗi ở không đặt tên cây cầu miết hả? Tại sao không đi đò của tôi? Tôi lái đò mà, mệt mỏi hả? Chèo đò nó chuyển sang chèo xe đạp luôn. Bây giờ mình kể nó đi, mình phải suy nghĩ ra cái tên cho cây cầu trong bữa nay. Sao không hỏi tôi? Trời ơi. Hay quá. Cái cầu này xây nên để gắn kết tình nghĩa xóm làng, cho nên đặt tên nó là cầu tên. Vậy thì từ nay chúng ta sẽ kêu cái cầu này là cầu tên. Niềm vui nói tiếp niềm vui. Vậy thì kể từ ngày hôm nay chính thức thu phí qua cầu. Bình tĩnh đi. Nè tôi nói nè, cái cầu này là anh xanh bỏ tiền cả anh xây đúng không, thì anh thu phí thôi. Tại con qua cầu thì không phí, không thôi đi đò đúng không? Đi chân đúng không ạ? Mày nói sai rồi chú Sáu à. À. Thôi con xong việc rồi, bây giờ con xin phép con về. Đứng lại. Ủa cái gì chú? Thu phí đi. Cái gì chú nghĩ làm sao thu phí con? Con làm MC qua đây con dẫn chương trình từ thiện không lấy tiền, nhưng mà giờ bắt con thu phí qua cầu là sao? Thì con không qua đây dẫn chương trình thì cũng đâu ai kêu con đi dẫn chương trình đâu. Con không ngờ chú sống bẩn như vậy đó. Không. Chú nói thu phí bà con không đồng ý này. Con nói thật với chú nha, với tư cách là một thằng MC, con thề không bao giờ đi qua cái cầu này. Ê, bản gì? Nhưng mà nhà con là bên đất liền, con không qua cầu thì làm sao mà về? Con biết bơi. Ôi. Trời ơi chú giỡn mà. Đi luôn rồi. Dạ thưa chú Sáu. Trời cái gì vậy? Dạ thưa chú Sáu, với kinh nghiệm 3 lần thu gọn cánh mũi, 7 lần sửa cột thu lôi, vậy chú Sáu hãy cho tụi con làm nhân viên thu phí. Em thấy được á, hay là mình nhận thằng này đi. Thằng này thì nghiên cứu lại nè. Bây giờ là chú thấy là thằng Lâm này lanh lợi nè. Dạ. Còn thằng này nó ăn nhậu quá. Chắc là cũng phải là cho nó làm để nó bớt nhậu lại. Dạ. Bây giờ là hai đứa thử việc một tháng. Dạ. Nếu mà đứa nào làm tốt hơn chú sẽ nhận làm chính thức. Yeah. Cảm ơn chú Sáu. Vậy nha. Dạ. Rồi. Đi. Dạ. Bring that ass back like a boom 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 boom. Yeah. Hey. Thế đà thấm thoát một tháng đã trôi qua. Tao với mày như ngu đầu mã diện, hiện diện tại cầu mới được lệnh có bầu miễn phí. Trời ơi, hả? Nói chuyện gì? Đau quá. Chị Bảy có bầu hả? Mấy tháng rồi? Sắp sanh rồi. Thôi qua đi nè, qua đi miễn phí nha. Dễ thương, chúc mẹ tròn con vuông nha. Trời ơi, nổ bầu luôn rồi. Trời ơi, con bà đây nè. Rồi. Hả? Quay về nơi sản xuất. Hả? Qua lắm kìa. Trời ơi, qua cái cầu có 10.000 chứ nghe một lòng ghê vậy. 10.000 à? Trời ơi. Dễ sợ cái con này. Dễ sợ. Kêu trò. Ta kinh. Ở đây cũng phức tạp hả? Thấy ghê quá, bây giờ tao với mày phải cẩn thận. Ê, đi đâu trời, che mặt che mày. Trời nữa hả? Cái gì đây? Cho đi qua cầu. Bớt diễn lại giùm, cái kịch bản nó cũ quá rồi, tao biết biến hết trơn. Quay. Hả?
Bây giờ qua cầu phải không? Giờ tôi lấy cái gai, tôi chích cái mà nó không nổ là qua. Trời ơi trời, cái bầu người ta chứ không phải là cái bong bóng đâu mà anh muốn chích anh chích anh. Mà sao sao? Vậy bây giờ qua đưa 10.000 đây. Tôi không có tiền. Không có tiền? Không có tiền mà đeo vòng vàng, cà gá, xi men, đồ vòng phong thủy, đỏ đồ. Thấy ghê, bầu xạo. Trời ơi, anh không tin đúng không? Không tin. Anh kê cái mặt anh vô đây đi. Trời kê, kê chứ làm gì. Đứa bé này võ công thiệt là cao cường. Sau này sẽ trở thành đá gà nè. Trời ơi, đùa quá. Vậy anh tin tôi chưa? Tin rồi, tin rồi, qua đi, qua đi. Cẩn thận nha, từ từ thôi, hậu bi. Đứng lại. Bà đi đâu vậy bà Tư? Em đi qua trạm xá mình. Tại sao bà không ở nhà chờ tôi chở đò bà đi? Chị Tư sắp đẻ. Dạ không có. Em bụng em khó chịu quá mà em chờ mình tới trưa không thấy mình. Bà Ninh, bà biết ông Sáu xây cái cầu này lên là đạp đổ chén cơm của vợ chồng mình. Bà đi ra đây làm cái gì? Có đẻ thì lên ghe mà đẻ. Anh Tư, đi về. Anh Tư, trời ơi, sao kỳ cục gì mà đàn ông mà sao mà tính cầu tình mà sao nóng nảy hoài bực mình quá trời của đất à. Ê, đi học thôi mấy bạn ơi, đi học thôi. Con nít nè. Ngoan. Rồi đi học nha. Cẩn thận nè. Cẩn thận đó. Cẩn thận có chỗ gà luôn nha. Thấy thương sợ. Đi học hai mấy bạn ơi. Tạm biệt búp bê hân yêu. Tạm biệt câu miền xa nhé. Tạm biệt họ trắng tân sân. Mai em vào lớp một rồi. Nhớ lắm quên sao được. Chờ mầm lắm hân yêu. Đi học hai bạn ơi. Tôi đã đi học thôi. Không còn gặp mày nữa. Đưa mày đi luôn. Trời ơi. Anh đi học ơi. Đi học. Ở dạ. Đâu mà con cái nhà ai thấy thương quá vậy? Dạ, tụi con là chị em sinh đôi. Trời ơi, chị em sinh đôi mà sao nhìn cái mặt xa xôi quá vậy? Dạ, tuy cái mặt xa xôi nhưng mà tụi con giống cái mồ hôi. Điên rồi, giống cái môi. Cái môi. Giống cái môi mà sao dơ cao quá vậy con? Dơ cao là điểm nhấn, chỉ vậy bình thường quá. Thấy thương quá à. Hai đứa nè, hai đứa tên gì vậy? Dạ, tụi con là Yến Trai, Yến Chu. Trời ơi, Yến Trai, Yến Trung gái. Dạ. Tên thương không? Vậy đứa nào Yến Trai, đứa nào Yến Trung? Dạ con Yến Trai con chạy. Trời ơi okay. Con là con là hay ấu Yến Chu. À. Như vậy là chú biết nghề nghiệp tương lai của con là cái gì rồi? Nghề gì vậy chú làm? Sau này con sẽ trở thành nữ DJ. Yeah. Chúc mừng chị ơi, còn con nè. Con sẽ trở thành chó sói. Chó sói. Ủa Tiên làm con người cái gần cuối đời làm chó sói kìa. Trời ơi, ta đoán vậy thôi mà. Ôi, chú làm vậy con. Thôi, bớt giùm. Hai đứa học lớp mấy rồi mà về mặt già hả vậy con? Lớp 3. Lớp 3. Dạ. Như vậy là qua cái cầu này phải thử cái trí tuệ, cái ký IQ của học sinh lớp 3. Bây giờ chú đố tụi con cầu gì mát nhất? Dạ, cầu cá cha. Sai. Cầu dược. Sai. Cái cầu gì mát nhất? Cầu gia đạo. Cầu gia đạo là cái gì? Là cạo da đầu đó. Thua rồi. Đi qua cầu. Đố cầu tiếp theo nữa. Đố các con cầu gì nguy hiểm nhất? Dạ cầu tre. Sao cầu tre? Cầu tre lắc lẻo gặp kịch thôi đi. Sai. Con biết rồi, anh là chị ơi. Sai. Đó là cầu dừa. Sao cầu dừa? Chú nghe người ta nói nha, cầu dừa chân chặt lắm mày ơi, đi mà không khéo té như chơi mới son mới đào chân guốc cầu gót làm sao cầu dừa. Sai luôn rồi. Chứ cầu gì nguy hiểm nhất? Cầu nguy hiểm nhất đó là cầu giao điện. Liêu. Hai đứa sinh đôi à, dễ thương quá ha. Mặt giống y chang à, đứa giống chú, đứa giống dì phải không? Dạ. Ừ, cho con đi học. Qua cầu đi học nha. Dạ. Ê khoan nó nghe nè, đi qua bên cầu ghé mua giùm chú gói thuốc nha. Chú hư. Hả? Chú người lớn mà sao chú hút thuốc? Hút thuốc có hại sức khỏe đó, con nít là sao mua thuốc được, cũng hên là có đem theo. Rồi có quẹt cho chú mượn luôn nè. Chú hư hỏng quá à, hút thuốc ké mà không có hộp quẹt gì hết á. Đâu? Nè, trời ơi, mày đốt cầu hay gì mà đem nhiều dữ vậy? Thôi con đi học nha. Đúng lại. Mới lớp 3 thôi mà đồ nghề đầy đủ á, học trường nào vậy? Trường cai nghiện. Trời ơi, vô đây. Tao ghi rồi. Ghê, dễ sợ. Dễ sợ không? Nói vậy là hai đứa bay không phải là Yến Trai, Yến Trù. Dạ. Vậy tụi bay là gì? Dạ tụi con cũng tên Yến. Mày đừng nói Yến xào không ai cười đâu. Dạ. Tôi là Yến Nghiện. Con Yến Ngập. Trời ơi. Thấy chưa lắm. Yến Nghiện, Yến Ngập. Dạ. Thiệt là tên nào. Dạ. Yến Nghiện, Yến Ngập. Mày rồi mà đừng có giả trang. Chỉ có 10.000 bạc rồi mày cũng dám trả cho người ta nữa. Mày xui chứ ai. Mày có người mày kỳ cục. À mày không chơi mày nữa mày. Tao cũng không chơi mày nữa. Mày thôi đừng. Có con nào bước qua cầu chơi. Đi qua cầu chơi. Đi qua bên cầu đi. Thấy lộn vậy. Trời ơi. Đánh lộn. Nó không. Con gái mà quý lộn vậy là không được. Ê, hình như nó chưa mua vé luôn á.
Trời ơi, nó chưa mua luôn đó trời. Nó xảo quyệt quá vậy trời. Sơn ơi. Mẹ. Sao mẹ quá kìa. Trời ơi, má. Thầy con, làm việc mệt không? Dạ, cũng không có gì mệt, bán vé không kịp luôn. Bởi vậy má biết công việc của con đòi hỏi sự tỉnh táo, cho nên má nấu mấy món ăn cho con ăn để con luôn tỉnh táo nè. Món gì má? Đây, cơm rượu, vịt hấp hèm, gà hấp rượu. Ủa, có món gì tỉnh táo nữa không vậy? Có. Món gì? Tôm hấp bia. Má ơi, nó nghe nè, mai mốt má đừng có nấu chi cực, mua cục cồn con ngậm được rồi. Sao rồi? Trời ơi, mày khùng quá, ngậm cục cồn là chết chứ sao mà ngậm được. Rồi, cảm ơn má nghe. Cầm đi, má đi, đi sớm về sớm nha. Ê, má. Ừ. Má là má, nhưng vé là vé, mua vé má. Khùng quá, người nhà mà lấy vé làm gì? Ê, công tư phân minh đàng hoàng phải mua vé qua cầu mới được. Ủa, má đẻ con ra công tư phân minh cái gì? Bây giờ má không bán mua mày vé. Mày tao đốt cái cầu này không? Ê, má không tiền phí hả? Má vừa phải đâu nha má. Sao cái gì? Hả? Má mày đã có bầu, mày không được lớn tiếng như vậy. Má mày đó động tay sao? Con điên. Bầu nào? Sao bụng bác bự? Bác bị sơ gan. Mày thấy chưa Sơn? Mày nhau chi mà để má mày sơ gan vậy? Má ơi má, con hứa sẽ bớt nhậu cho bụng má bớt bự. Giờ con làm sao má tha lỗi cho con đây má? Cho má qua cầu đi con. Vé má ơi, vé. Không được, có gì cũng phải vé hết. Tao khóc vậy mày không cho qua cầu luôn hả? Không có được. Mày là con cái đó. Con nhưng mà má phải mua vé con, nói người ta mới nghe được. Đứa bây giờ chửi vô mặt má luôn hả? Thứ cái gì bây giờ má làm vậy thì làm sao mà con nói người ta nghe. Cái gì? Đó. Hả? Thôi đi. Chỗ mới là chỗ làm việc, có phải chỗ cãi lộn đâu. Bữa nay con cái mà cãi lời ba mẹ, bớt kêu, tao sẽ tát cho mày một cái. Má mày tán tao một cái, tao sẽ tán mày lại hai cái. Má tao tán mày một cái, mày tán tao hai cái, tao quất mày ba cái. Con mà quất tôi ba cái, tao tán mày bốn cái. Má mày tán tao bốn cái, tao tán mày năm cái. Thôi, bớt chờ tiếng lên đi mấy má. Ôi à. Con ơi con có sao không? Tao được cái mặt đánh má hồng chứ không sao. Bác muốn quan tâm con. Bác đi đi, bác đi đi. Bác đi đi. Con đuổi bác đó nha. Bác đi khuất mắt con đi. Yeah. Bác ơi chưa đưa vé, bác ơi chưa đưa về. Má ơi đi lung nha. Tới đi. Hả? Mày với má mày dễ sợ, bàn kịch bản dàn dựng đồ ha. Kể từ nay tao sẽ không bao giờ tin ai nữa. Tao cũng vậy. Ê nhớ mày là thằng MC Khánh Thành Cầu hôm trước đúng không? Chính tao. Ủa sao nhớ nhảy xuống sông về rồi mà sao giờ còn ở đây? Tao bơi ra giữa sông sóng đánh xém chết lại giạt lại bờ. Trời đất ơi. Thôi ông ấy bây giờ nè, mua vé qua cầu về đi. Tao không bao giờ đi qua cây cầu đó. Nam nhi chí tại bốn phương, nhất ngôn cửu đỉnh, tao đã thề rồi. Thề cái gì, cái vé qua cầu có 10.000 mà thề vậy? Tao đâu có ngu. Mày nghĩ làm sao tao bỏ 10.000 tao mua vé? Tao thà để tiền tao mua bé vịt này còn hơn. Mua vịt nhiêu? 40.000. Trời đất ơi. Ê, anh tin em lắm. Ê, trời đất ơi. Nó đã nhảy xuống sông cầu mong với trong nó không dứt dưỡng. Ghê quá đi trời ơi. Ê, tôi đuổi rồi, đạp. Ngoại qua cầu. Ngoại. Dạ, ngoại qua cầu. Qua cầu đưa tiền đó bà ngoại. Ngoại không có tiền con. Trời đất ơi, qua cầu chi vậy? Thì qua cầu đi mận á. Mận gì? Mua bán ve chai. Trời ơi, bán ve chai, qua có 10.000, đưa con 10.000 đi. Thông cảm đi, hôm rày không bán được ve chai. Hôm nay ngoại thiếu, ngày mai ngoại bù. Trời ơi, già cả làm thơ làm văn nữa. Có 10.000 à, ngoại đưa con 10.000 đi. Không có 10.000. Chứ có nhiêu? 15.000. Trời ơi, bà ngoại hề hước quá vậy bà ngoại. Vậy thôi bây giờ ngoại đưa con 10.000 đi, còn 5.000 ngoại cất. Không, tiền này đi ngoại để dành cho cháu của ngoại. Đây nè, ta nói á, để 5.000 cho nó mua sách mới. Còn 5.000 á, để mua nửa ký gạo. Đặc biệt 5.000 này nghe, 4.500 để dành mua thuốc ho cho nó. Còn 500 cho nó bỏ ống heo, cuối năm đập ra cho xây nhà lầu. Làm thôi, tao thấy hoàn cảnh của bà cũng tội, thôi để bà bơi qua đi. Mất dạy à? Ngoại ơi, ngoại thấy thương quá. Bây giờ là vé cầu là 10.000, con bớt ngoại 5.000, còn 5.000. Ngoại đưa con 5.000 này nha. Không được, tiền này của ngoại. Bớt rồi đó, còn 5.000, bớt rồi. Cháu ngoại, bà rồi luôn, mày đập nát cái nhà lầu bà rồi.
Trời ơi, tiền của tôi. Trời ơi. Tiền của tôi có 5.000 tôi đâu, 5.000 tôi đâu. 5.000 tôi đâu, mất hết 5.000, 5.000 nè. Trời đất ơi. Bà ngoại, hả? Sao thấy tiền mặt ngoại tôm tớp vậy ngoại? Đủ rồi. Con thấy thương quá nè, thôi. Cái này là tiền của con cho ngoại 10.000. À, rồi, cảm ơn qua con. À. Rồi lấy là tiền phà. À, okay. Đi qua đi. À, tiền đâu? Nè, cho 10.000. Lấy lại 10.000 đi qua cầu. 10.000 đâu? Trời ơi. Bà nghèo quá còn xàm nữa. Nè, cho 10.000, lấy 10.000 đi qua cầu. Sao qua được? Không có gì nè. Ngoại ơi. Bây giờ bỏ ngay cái định 10.000, bỏ phọt ra mất cái định 10.000 đi qua cầu. Đi nè, đi nè. Đi nè. Con ơi, con làm việc phải đúng nguyên tắc à. Đúng gì? Đúng nguyên tắc đó vô thu phí. Cảm ơn con. Trời đất ơi, khổ thà ngoại này ghê luôn vậy trời. Quá mệt mỏi, phải cẩn thận nha không? Dọc mai nhìn trên chua cây này. Gì nữa vậy? Ông Tư. Ông Tư. Bình thường không có nhậu sao bữa nay thì ông nhậu kỳ vậy? Thất nghiệp mà mày. Buồn quá nhậu thì chứ sao. Đi làm miếng ngon. Ngon quá vậy. Uống ít thôi, uống tích thôi, uống tích thôi. Uống với tao đi bay. Uống đi. Mà tao tức cái cầu của thằng cha Sáu này lắm. Sao, vụ gì? Bữa nào mà tao quạo quạo là tao đốt bỏ cái cầu này. Ê, bậy nha, bậy nha, bậy nha, bậy nha. Mình giờ tới kìa. Anh Tư ơi, không ấy mình về nhà nha anh. Anh nhậu từ sáng tới giờ rồi, nhà sắp hết tiền mà anh nhậu nhiệt này hoài cho em chết quá. Bà nói gì vậy? Tại tôi đúng không? Tôi cũng đi làm mà. Tôi chèo đò. Từ ngày thằng cha Sáu xây cái cầu này lên, đập đổ chén cơm của vợ chồng mình. Bà biết mà. Mà bà nói gì? Không có tiền hả? Không có tiền sao bà không đi làm? Hả? Tại sao bà không làm nuôi cái miệng bà? Nuôi con nhỏ trong bụng bà đi. Hả? Anh Tư chỉ là có bầu nó dễ xúc động lắm. Bà đó, bà ở với tôi được thì bà ở. Bà ở được bây giờ nhà má bà đi. Thôi Tư. Anh đánh tôi hả? Bà khóc hả? Đúng mặt. Ôi trời ơi. Anh Tư. Anh Tư. Anh Tư. Anh Tư. Anh Tư. Anh Tư đừng qua. Bà đâu đây? Anh Tư. Ông Chí kìa. Anh Tư. Anh Tư. Anh Tư ơi. Đừng có làm bậy. Anh Tư. Anh Tư. Con biết lỗi rồi chú Sáu à. Chỉ vì lòng sĩ diện, vì lời thề không bao giờ đi qua cây cầu đó, mà gần một tháng nay con bơi qua sông xém chết mấy lần. Nên hôm nay con quyết định con sẽ đi qua. Chào mừng bà con cô bác cùng đến với lễ bế mạc cây cầu ngày hôm nay. Trời ơi, bế mạc. Giỡn còn giỡn nè. Giỡn gì? Ai? Ai đã đốt cây cầu? Tôi biết. Người đốt cây cầu chính là thằng Lâm. Mày là cái thằng hay múa lửa. Mày xỉn lên. Mày tập múa lửa này là mày làm cháy cây cầu chứ không ai hết. Mày đi rồi. Mày mới là người đốt cây cầu. Mày hay xỉn hay sai chứ đó. Mày là người đốt. Tao không có đốt. Tao không có đốt. Mày đốt. Chó sủa chó không cắn. Tao nói tao đốt chứ tao không có đốt. Đúng. Con tôi không có đốt. Tôi đẻ nó tôi biết. Nó nhậu nhẹt bê tha. Chứ cái gan nó không có đủ lớn để đốt cái cầu này đâu. Mọi người nghĩ đi. Người mà dám đốt cái cầu này là những người đụng chạm tới chén cơm của họ kìa. Tôi không có đốt. Từ ngày ông Sáu xây cái cầu này lên, không ai đi đò của ông hết. Cho nên ông tức. Ông mới là người đốt cây cầu đúng không? Ê, ông Sáu xây cái cầu này lên, đụng tới chén cơm tao là có.
Nhưng tao có sĩ diện của tao, tao có lương tâm một con người, tao không có làm chuyện bỉ ổi vậy. Lương tâm không bằng lương thực. Ông đốt chứ không ai đốt hết. Ông đốt rồi hả? Ông đốt nếu nói tao đốt, bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu? Con sao ơi, con sao? Con sao ơi, con sao? Hồi nãy con dập lửa cái cầu á, con lụm được cái vòng nè. Cái chiếc vòng. À, tôi đốt. Tôi đốt cây cầu này, bắt tôi đi. Bắt tôi đốt cây cầu. Bắt hắn, tôi đốt cây cầu. Tôi đốt cây cầu. Bắt hai vợ chồng ông lên, công an. Bắt hai vợ chồng ông lên. Bà đốt cầu thì bắt bà. Bà có từng ham đốt cây cầu không? Tôi. Tất cả mọi người ở đây đều muốn đốt cây cầu. Tụi tôi nói mà tôi đâu có làm. Bà không làm là bởi vì nó chưa đụng tới chén cơm manh áo của bà. Tôi chỉ là người dám làm trong số những người chỉ dám nói. Từ ngày ông Sáu xây cây cầu này, ông Sáu đập nát hạnh phúc gia đình của tôi. Anh Tư từ một người chí hướng làm ăn, suốt ngày bê bết rượu. Tôi làm tất cả là để cho con của tôi sau này có trách là trách ông Sáu đã xây cái cầu này lên. Tất cả là lỗi tại ông. Tôi đồng ý với chị Tư. Anh Sáu à, anh xây cái cầu được rồi, anh tôi phải làm cái gì để biết bao nhiêu chị hả anh Sáu? Tôi nói đúng không mọi người? Đúng rồi. Hãy ông đó. Sao? Anh định giấu chuyện này đến bao giờ nữa hả anh Sao? Tôi xin lỗi mọi người. Tôi chỉ muốn thực hiện ước mơ của mình thôi. Chú Sáu,
Anh Sáu, vợ chồng em không biết. Tôi xin lỗi cho Sáu. Vợ chồng con bồng bột, con không biết chuyện đó. Thật sự là không biết. Tụi con xin lỗi. Thôi, được rồi, đây chỉ là ước mơ của riêng tôi. Không chú Sáu à, từ bây giờ nó không còn là ước mơ của riêng chú nữa, mà là ước mơ của tất cả bà con xóm Cồn mình. Dạ đúng rồi, kể từ nay tụi mình phải xây ngôi cầu thiệt là đẹp, thiệt là vững chãi, cho xứng đáng với cái tên là Cầu Tây. Lời đầu tiên cho lớp học của tụi con xin gửi các tất cả các quý vị khán giả đây lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Dạ, xin cảm ơn quý vị đã có mặt tại lớp học của tụi con. Dạ, đây là một lớp học diễn xuất mà tụi con nói trước, cái lớp học tụi con nghèo lắm cho nên cảnh trí phục trang nó có hơi sơ sài. Mong quý vị bỏ qua thông cảm cho tụi con nghe. Và các bạn vô chuẩn bị đạo cụ. Cho một tràng pháo tay thật to để cô giữ tinh thần được không ạ? Và bây giờ, tiểu phẩm Đại Chiến Hai Con Yêu Tinh Xà xin được phép bắt đầu. Hãy vào quân tướng sĩ! Dạ! Hãy bắt Dương Châm Họ! Dạ! Vương quốc của chúng ta đang bị hai con yêu tinh xà quấy nhiễu. Từ ngày chúng kéo tới, gây đến nhiều cảnh làm than. Nào là giật hụi, giật nợ, giật chồng. Ta suy nghĩ trong tương lai, chắc có lẽ chúng sẽ giật chút quán quân của ta. Hey, trong đầu ta rất là lo lắng, cho nên ngày hôm nay ta mở hội chiêu hội anh hùng. Ai có đủ tài năng, có đủ sức lực có thể chặt đầu hai con yêu tinh, ta sẽ thưởng lớn bỏ con đây. Con là ai? Sương Tinh. Tào Lao, trả lời ta biết tại sao Sơn Tinh mà bực nhạc Sơn Tùng. Sơn Tinh mở nhạc Sơn Tùng, đùng đùng khí phách rất là vui tai. Hả? Ngày rằm thì ráng ăn chay, tu tâm dưỡng tính mong mình quán quân. Để coi. Cố gắng. Vía ta là vía á quân, ta mà phụ diễn là mày giống tao. Quay xuống mày. Tao đâu? Xin lỗi, thần xin lỗi đức vua. Cái gì áo quần xích ra một chút. Dạ. Tao nói cho mày biết, ngày hôm nay kết quả cho dù có thế nào thì quan trọng vẫn là thần thái. Hay, đức vua thật là hay. Dạ thưa đức vua, ngày hôm nay thần đến đây để khỏi nói, chặt đầu yêu tinh đúng không? Sao đức vua biết hay vậy? Gặp yêu tinh không chặt đầu, không lẽ đè ra gọi đầu. Đức vua quả thật là bơ phẹt. Khỏi khen. Nếu ngươi đã quyết định chặt đầu yêu tinh thì đây, đây là cái kiếm thần tiên được chị Liên vợ anh Tống Hạo Nhiên múa chợ Kim Biên về. Cầm lấy chặt đầu yêu tinh đi hả? Dạ thưa đức vua. Khoan đã, còn con. Xin chúc đức vua cùng toàn thể bà con cô bác một năm mới Tý Sửu dần mẹo, thịnh tỷ ngõ mùi, thân dậu tức hợi. Thấy người ta cười không? Chúc cái gì tào lao vậy ba? Ý thần là Tý là vạn sự như ý, Sửu là tài lộc đầy đủ, Dân là sức khỏe rần rần, Mẹo là không lo một lẹo, Tức là trăm điều về nhất, Hợi là thành công tân lợi. Hey, Sĩ 12 con, sao chúc có 6 con vậy? 6 con chính giữa ở đâu? Dạ chúc nhiều nó bị trì. Hey, quả nhiên là một đứa trẻ tiết tấu. Nè con, dạ. Vô đây tiết tấu không thì chưa đủ,
Con muốn tiêu diệt yêu tinh phải có tài năng cái gì đó gọi là con có cái gì không? Dạ, tài năng của con là võ thuật. Võ gì? Giáng Long Thập Bát Chưởng. Thiền triển Giáng Long Thập Bát Chưởng cho ta xem nào. Dạ. Để coi võ công của nó cỡ nào. Ha! Dạ! Dạ! Trời ơi! Thằng này con bà lâu công chắc luôn. Dạ dạ dạ. Sao lâu? Con nói thiệt cái đức vua nha. Thằng này là nó mướn, nó mua cái bình xịt nó xịt thôi. Tao chứ biết. Cỡ nó không bao giờ nó làm được cái chiêu mà gọi là Giáng Long Thập Bát Chưởng. Nó không làm được Giáng Long Thập Bát Chưởng. Dạ đúng. Ủa tại sao con biết? Đức vua đứng lên đây nè, con thể hiện cho đức vua coi. Nếu như là một người bình thường như con, khi sử dụng chiêu thức này, đức vua hãy dịch kỹ. Giáng Long Thập Bát Chưởng trái. Thì con sẽ chưởng chúng ngay trung tâm là đối phương sẽ chết ngay. Còn đối với nó, bước qua đây, chưởng lẹ lên. Cha! Ngưng! Hãy ngưng đó. Đây không phải là Giáng Long Thập Bát Chưởng mà là Giáng Long Dập Lạp Chưởng. Hả? Không, làm xuống đâu? Con mua để biếu đức vua à? Làm xuống đây, làm xuống mua đây. Mua để biếu, mua để biếu. Hên quá, Dương Quốc tới nay có cơm chiên Dương Châu ăn rồi. Dạ. Kìa con. Dạ. Chưởng gì thì chưởng, chưởng ra cái lạp xưởng cũng bình thường thôi mà. Đúng. Con không có tài năng thì con đi dễ đi. Dạ thưa đức vua, thần đến đây không phải một mình, thần đến đây có phụ huynh đi kèm. Được, mời vô, ta có vài lời mắng vốn. Mời phụ huynh. Trời ơi, mùng 15 rồi mà còn chở sưng trên đầu. Con là ai vậy cô gái? Em xin tự giới thiệu, em là kiều nữ làng chài. Hả? Kiều nữ làng hài ngồi dưới đây mặc đồ đẹp. Kiều nữ làng chài trên đây mặc đồ như bà khùng vậy bà. Ủa mắc cười quá à. Châm ngôn sống của em, nhắm không đẹp nhất thì phải lạ hơn người, sợ diễn không cười thì phải làm khùng gấp 10 lần thiên hạ. Con à, quả nhiên là hay, nhưng mà vô đây làm khùng làm điên không được. Ở đây nãy giờ ai cũng biết là tôi đây tiêu diệt yêu quái, không có tài năng gì không. Ngài cứ yên tâm, mặc dù em không may mắn được quán quân hay á quân như ai kia, nhưng ở ngoài biển khơi xa, cá kình cá mập em còn bắt được, thì huống chi hai con thanh xà bạch xà làm sao thoát khỏi tay em. Giỏi lắm. Cá kình mà mày không sợ, không lẽ con là một người can đảm không sợ gì sao? Thoại hơi dài dòng đó nha. Xin lỗi. Đúng rồi. Bình tĩnh đi nhé, không sao cả. Ok con. Được rồi. Đúng là kiều nữ ta không có gì phải sợ. Kiều nữ này chỉ sợ sai vào lý tình mà thôi. Mày cọc không? Chứ mày quạo xong quạo. Khỏi lụm cái đó luôn. Khỏi lụm. Bây giờ đâu? Bây giờ cái đầu tao như cái ba lô luôn rồi nè. Thì bây giờ mày giữ vững vậy luôn đi chứ sao? Tào lao. Sơn tinh thủy tinh chứ đâu phải công dinh thủy tiên đâu mà xà nẹo xà nẹo. Bây giờ vô vấn đề chính nè. Dạ, đứt vô cái nói đi. Hãy cầm thanh kiếm gãy luôn rồi. Trời ơi, không sao. Cầm thanh kiếm này không ai thấy nó gãy đâu. Dạ. Được, hãy cầm nó tiêu diệt yêu quái đi con ơi. Dạ. Khoan đã, thanh xà bát xà tới đây. Yêu quái tới rồi. Thôi thôi. Sao?
đi, ngưng đi. Hai con yêu thanh xà bạch xà, bọn uống mỡ trăng hơi nhiều trơn trợt dữ vậy. Bọn ta chính là thanh xà bạch xà. Không ngờ đêm trực tiếp mà dám muốn phản cảm như vậy. Quỳ xuống. Mình lấy sao má? Hả? Dạ, bọn ta tới đây để giao đấu. Được, muốn giao đấu thì mình giao chiến lên. Mày lên trước để chờ đợi mỗi chân. Tao là vua, mày là lính, tao mày quýnh. Mày vua tao quýnh trước chứ. Mày quýnh trước. Tao nói xong mày đánh đó. Mày bị khùng quá, mày nói tao bay vô đánh mày đó. Thiệt á, ngồi băng cuối không bị thúi cũng bị đè. Trời ơi. Đứng lên, chơi domino với thầy hả? Nghĩ làm sao vậy? Thầy nói thầy đi diễn, tụi con phải ở nhà tập bài để thi vào trường sân khấu chứ. Đứa nào biên đạo bài này? Dạ cô. Thầy thấy vui vui, thầy hướng không? Thầy lên, bị đánh, bị đánh, bị đánh. Sao thầy đánh con vậy? Trời ơi con ơi, thi vào trường là phải thi bài đơn. Thi bài nhóm vậy sao mà đậu được? Có bài đơn không? Dạ có. Trả liền. Dạ. Thầy ngồi, thầy ngồi, thầy ngồi. Dạ. Con chuẩn bị. Có bài đâu, trả sung sung lên cho thầy coi đi. Hôm nay đứa nào không có bài, tự hiểu. Đó, trả sung sung lên cho thầy chứ để về con là thầy ơi. Đứa nào trả trước, trả liền đi. Thầy ơi, con trong gánh gà chuẩn bị đậu cụ cho con diễn trước nha thầy. Rồi. Tiểu phẩm con xin được phép bắt đầu. Ông đi đi, đi ra khỏi nhà tôi. Ông cầm đồ viên ly đó, bà đuổi đi tôi đi. Người chấm hôn mắt bà đi cho bà vừa lòng. Trời ơi. Dạ hết. Gì vậy? Ủa con diễn tiểu phẩm tên gì? Một lần vấp ngã. Trời đất ơi. Nói rồi, ở nhà tập mà không đứng yên. Trời đất ơi, tự hiểu. Con dạy nó mấy lần rồi đó thầy, con chỉ muốn làm diễn viên phải diễn có cảm xúc bằng thế nào. Là mình chỉ muốn diễn cái concept này á, mình phải có body và body language, hai cái kết hợp lại làm cho tâm lý mình sâu deep, con mắt mình cry thì cái mình mới phi nịt. Con chỉ nó mấy lần mà nó không hiểu. What do you say? Con nói gì vậy? Con nói thầy không hiểu đâu, con diễn thầy mới hiểu. Làm đi con. Nó trả bài bậy bạ không mà. Sau đây con xin diễn một cái tiểu phẩm mà con lấy cảm hứng từ một bộ phim nổi tiếng ai cũng biết. Phim điện ảnh luôn hả? Bắt nhịp đi diễn. Hai ba. Dạ hết. Hả? Ủa con, tiểu phẩm tên gì vậy? Bỗng dưng muốn khóc. Đúng rồi á. Đúng mà. Trời đó là trời ơi. Ông trò tôi dạy, bây giờ tôi dạy diễn xuất mà nó giỏi tiếng Anh quá. Trời ơi là trời ơi. Mày diễn tao đi, mày diễn tao luôn đi. Trời ơi, không biết thầy Minh Đạt hay Minh Nhí. Bây giờ không trả bài đơn, trả bài đôi cho thầy. Dạ. Mày bước ra đây. Bước ra đây. Mày suy nghĩ kỹ chưa? Tao suy nghĩ kỹ rồi. Tao đi đường này. Tao đi đường này. Được. Đi. Dạ hết thầy. Trời ơi. Con, thầy kêu trả bài đôi. Dạ bài đôi đó thầy. Đôi gì? Đôi ngã chia ly. Rồi thi ba đứa. Thi ba người là ngã ba ông tạ.
4 đứa. Ngã tư bảy hiền. Thầy hỏi 5 đứa đi. Ngã 5 chuột chó chứ gì. Dạ sai, Ngũ Lâm công chúa. Thầy, 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 thầy. Để con lập công. Thầy muốn chửi tôi đó đúng không? Ừ. Thầy già thầy chửi thầy mệt. Ừ. Thầy làm nữa con lòng tiếng như thầy đỡ mệt cho thầy. Rồi. Trời ơi, học trò của tôi nó học lâu lắm rồi mà nó giỏi quá, tự hào quá, tự hào quá, tự hào quá. Cầm lên đây. Cái tụi này không biết không được, không được, không được nè. Đó, đó thiệt các bạn vậy. Mày không bao giờ mày hiểu được con người của thầy mà mày đặt làm học trò của thầy nữa. Thầy, con nói thiệt, bây giờ thầy để con gỡ lại giùm bạn con. Dạ, bây giờ thầy nói đi, con lòng lại cho. Nói lòng tiếng cho thầy. Dạ. Trời ơi, mọi người coi, bốn đứa bên này coi đi. Mọi người ơi, nhìn cho kỹ, nhìn thẳng cho con người tôi nè. Chừng nào tôi hết bóng mà. Thầy bóng chỗ nào? Cái lỗ mũi bóng dầu. Mày nói luôn chứ dầu gia đình mày tam tai hả? Dạ không phải, con có ý đó thầy ơi. Trời cái tụi không có phải thầy không hiểu à. Thầy ơi, thầy dừng cái nét đánh bại liệt đó đi thầy. Để con đi con chuột lỗi, con lòng tiếng lại cho thầy. Ừ. Trời ơi là trời, tôi bây làm cái gì vậy trời? Trời ơi là trời, tụi bây làm cái gì vậy trời? Trời ơi là trời, tụi bây làm cái gì vậy trời? Trời ơi là trời. Mày nói câu thứ ba, mày chết hả? Thì con tính đó, câu thứ ba thầy ngắt ngang rồi. Làm lại nó thêm câu khác cho. Nói câu thứ ba luôn. Trời ơi là trời, tụi bây làm cái gì vậy trời? Tao mệt quá rồi, không chửi nữa đâu trời. Trời đất ơi, thằng này vậy ta. Cái tuổi này không. Trời ơi. Sĩ Phan, Sĩ Phan. Làm lần thôi, làm nhiều quá nữa chết khó đặt hòm tướng này lắm nghe. Trời đất ơi, đất ơi. Hổm quá trời hổm à. Dạ thầy, con xung phong lên trả bài. Con nữa. Thôi đi. Bây giờ có bài đàng hoàng thì hãy trả. Chứ trả tào lao như vậy thầy không chịu đâu. Thầy ơi thầy, con đại diện tất cả các bạn đây xin lỗi thầy nha thầy. Tại vì á Tết vô á công việc anh em tụi con nhiều quá, dí tỉnh lên không mà phải ráng đi làm mà tăng ca á thầy, cho nên không có thời gian tập bài. Ráng lắm á, sáng giờ gồng còng trả được mấy cái này, con không biết làm thầy buồn, xin lỗi thầy nhiều lắm. Dạ. Thầy đây, hai ba ngày nữa ha. Dạ, hai ba đúng, ngày đúng, nữa. Đúng rồi, đúng rồi, đúng tập rồi. Một cái bài thật là tốt, thật là trọn nghĩa. Dạ. Trả cho thầy là dạ. Để thầy vừa lòng. Tập nghiêm túc, con dạ. Thi vô trường sân khấu cho thầy coi nha thầy. Dạ dạ dạ. Thầy hiểu hoàn cảnh của từng đứa. Nhưng mà phải ráng. Trả bài là phải trả bài đàng hoàng. Dạ. Hiểu chưa? Dạ. Dạ. Dạ cái gì mà dạ? Hả? Ông Đằng. Ôi ơi ông Đằng đấy. Dạ. Cái gì vậy hả? Tôi nói bao nhiêu lần rồi, tôi cho ông mướn cái nhà này là để ở chứ không phải để dạy học. Đã vậy có 3 tháng tiền nhà để tôi đưa qua tôi đòi hoài vậy ông Đằng hả? Dạ anh thông cảm giùm cho. Tháng này tôi không có show nên là không có tiền. Thông cảm. Không có tiền, ông Đằng không có tiền. Không có tiền mà dạy học tôi đó hả? Hả? Chú, thầy dạy tụi con không có lấy tiền. Dạ. Đúng rồi đó chú. Vậy? Anh em tụi con dưới quê sinh viên nghèo lên đây không à. Đam mê học diễn xuất mà không tiền đi học. Thầy kéo về thầy dạy thì không lấy tiền đứa nào hết trơn á. Dạ đúng dạ. Rồi chú. Cái dạ. Gì? Đam mê diễn xuất hả? Dạ. Là diễn viên hả? Dạ đúng rồi. Ôi trời ơi, mấy cái mặt này mà làm diễn viên cái gì? Diễn viên ít nhất là phải đẹp. Không đẹp thì phải giỏi, phải duyên. Mà muốn giỏi muốn duyên phải học thầy giỏi, thầy nổi tiếng. Chứ ai đâu mà học ông thầy này. Chú. Cái gì? Chú ấy nói đúng. Đó, tao nói đúng mà. Đây, 3 tháng tiền nhà đâu, lẹ lên. Chú ơi, 3 tháng tiền nhà là nhiêu vậy chú? 9 triệu. 9 triệu tụi con có mà. Tụi con có hết chú ơi. Đứa nào đưa tiền, thầy đuổi học đứa đó. Đứa nào không đưa tiền, tao đuổi ông ra ngoài. Tôi sẽ ra ngoài. Muốn ra ngoài đưa 9 triệu đây. Thầy ơi, thầy ơi, thầy, con xin thầy. Thầy Đoàn ơi, tụi con không có chỗ học cũng được. Nhưng mà quan trọng thầy phải có chỗ ở. Số tiền này không có nhiêu đâu, tụi con lo được. Ờ đó, phải vậy không? Đây nè. Ồ 90 ngàn hả? Mày nhớ mày hả? Hồi nãy 9 triệu mà đưa 90 ngàn. Nãy nói rồi, số tiền không có nhiêu đâu lo được mà. Mày thôi nè, giữ lại hết đi. Nhưng mà tôi hứa với anh, tuần sau là có người kêu tôi đi phim. Lúc đó có tiền, tôi sẽ gửi lại cho anh. Ôi, thôi được rồi. Tôi cho ông một tuần nữa thôi nha. Còn bây giờ á,
đuổi tụi nó về hết giùm tôi. Tối rồi cho nó ngủ ồn ào quá, không đuổi được có trách tôi nghe chưa? Dạ cảm ơn. Bực mình nè. Thầy ông đòi không sao, không sao, không sao. Cứ ở lại tập đi, nói vậy chứ ông tốt lắm. Ủa cúp điện rồi, tối vậy lại lại. Nè 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 nè, khu của thầy hay cúp điện lắm, xíu có lại liền à. Dạ. Tôi cúp đó. Nè, chừng nào tôi nói vậy hết tôi mở lên lại, nghe chưa? Lần nào cũng vậy ồn ào ồn ào, không giúp được gì chứ à. Thầy ơi, không ấy tụi con về. Dạ được rồi, không sao đâu. Bữa khác qua tập nha thầy. Dạ. Cứ ở lại tập. Tập được ngày nào hay ngày đó. Thầy sợ thầy không có tiền trả tiền nhà. Nhưng mà tôi không tập được. Đúng rồi đó thầy. Đốt đèn cày. Đốt đèn cày lên tập. Thầy sẽ cố gắng hết sức để đứa nào cũng sẽ được đậu vào trong trường sân khấu. Lúc đó tụi con sẽ được học nhiều thầy cô, anh chị nghệ sĩ giỏi hơn thầy. Thầy ơi, con xin thầy đừng nói vậy. Nửa chữ cũng là thầy mà một chữ cũng là thầy. Tụi con cảm ơn thầy. Vì điều gì? Vì thầy đã là người truyền lửa cho tụi con. Nè, bữa giờ có thấy thằng Quỳnh Lý không? Con không biết. Quỳnh là con nhắc nó đi làm á thầy. Dạ. Có điện rồi. Có điện rồi. Có điện. Con là thầy. Phải Quỳnh chứ. Ủa Quỳnh. Quỳnh. Thầy. Thầy mai mốt á thầy đừng có lo nữa nha. Con trả tiền nhà 3 tháng cho thầy rồi. Với lại á, anh em cứ tập thoải mái đi. Hồi nãy con có đưa tiền cho ông chủ nhà, cho anh em mình tập. Đây, cam với sữa, thầy giữ lại uống nha. Ăn uống bồi bổ vô, giờ này con thấy thầy xanh lắm rồi đó. 11 giờ khuya rồi còn thức chi nữa. Giờ vô ngủ đi. Tí nữa anh em tụi con tập xong rồi con đóng cửa nhà cho thầy nha. Đúng rồi thầy. Đi ngủ đi thầy. Dạ, qua đâu 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 thầy vô. Rồi. Thầy vô ngủ ngon nha thầy. Dạ. Từ từ. Thằng Quỷ, trời đất ơi, hôm nay nghỉ học một tuần lễ trước đi chơi rồi mày. Biết chắc bữa giờ đi làm nhiều show lắm không mày. Ê, nhớ ăn uống đầy đủ nha. Quá ê, dạ. Mày thấy mọi người quan tâm mày không? Sống trả lời, làm gì mặt buồn buồn hoài vậy? Vụ gì vậy? Nào ông hiếp mày hả? Thầy bị gì? Thầy nói coi ai hiếp hả? Chuyện gì? Thầy bị bệnh nặng lắm, tụi mày có biết không? Ủa, tao thấy thầy bình thường mà. Thầy có một khối u ngay phổi. Nếu như mà không chữa trị kịp thời, rất có thể thầy sẽ chết. Thôi. Giờ phải làm sao? Quỳnh, khoan. Ai nói mày biết chuyện này? Bác sĩ điều trị cho thầy là người quen của tao. Nhưng giờ làm sao? Sao mà chữa trị? Bây giờ chữa trị nhiêu tiền? Cần khoảng 100 triệu để mổ gấp cho thầy. 100 triệu ở đâu ra? Trời ơi, im, cho thầy nghe bây giờ. Nó nhỏ tôi tự tin. Dũng, mày dắt tao đi cầm xe đi. Ê, khoan đã. Hiểu đi. Cái gì vậy?
cầm cái đồng hồ tao cầm chút xíu nữa. Đi cầm đi, tao qua nhà bà tao mượn thêm nữa. Không có đủ đâu, để tao mượn thêm. Không, tiền lương tao mới lãnh tháng này nè. Mày mình giữ đi. Để tao đi mượn thêm mấy đứa bạn của tao nữa. Ai có bao nhiêu thì đưa lẹ lên đi. Không có đủ đâu, tao đi vay tiền nóng. Mày đi nào. Vay tiền nóng tiền đâu cả. Im. Tụi mày điên hả? Cái chuyện này tụi mày khỏi có lo, để tao lo. Quên. Hey, nó nói về tiền đâu lo? 100 triệu. Ở đâu ra nó có? Thằng quỷ để làm quần chúng làm cách ở đỡ làm như làm nội nha vậy lo. Chạy cho nó đi rồi biết. Quên. Quay nhớ, nhất định phải bảo vệ kỹ số tiền này. Mày lại, tao vẫn lấy tiền. Lên. Giỏi lắm đây không? Mọi người, vô xếp hết quay cảnh tiếp theo, cảnh nguy hiểm nha. Lẹ lẹ lên, nhanh lên. Nè Quỳnh, em có suy nghĩ kỹ về cái chuyện mà thực hiện pháp nguy hiểm đó chưa? Dạ kỹ, anh Nghĩa. Em chắc chắn sẽ làm được. Anh phải tin em nha. Làm anh được nha. Dạ. Ừ. Anh ơi. Anh tin ở em đó. Anh ơi. Hả? Còn cái chuyện hôm bữa. Anh biết rồi, em yên tâm đi. Sau khi em thực hiện xong ca nguy hiểm này, anh sẽ chuyển thẳng vào tài khoản em 100 triệu. Được vậy thì em cảm ơn Nghĩa nhiều nha. Đừng đánh công sức của em mà. Nè mọi người, chuẩn bị quay cảnh tiếp theo. Nhảy từ lầu 10 nhảy xuống nha. Tôi không muốn bất kỳ sai sót nào xảy ra ở đây. Nghe chưa? Quên. Mày điên hả? Người ta kêu mày nhảy vô từ lầu 10 xuống mày cũng nhảy nữa. Tụi mày, đây là cách duy nhất để ta kiếm tiền. Nhưng mà cách này là mày bán mạng mày đó. Mày phải coi trọng mạng của mày cái Quên. Tụi mày bị khùng hả? Nhảy cái này rất là đơn giản, chỉ đứng trên chển rồi nhảy xuống là được thôi. Đơn giản cái gì? 3 năm trước mày làm cách ở đâu mà nhảy từ lầu 6 xuống mày bị đa chấn thương, mày nhớ không? Trên mảnh đất này mày không gia đình không người thân, duy nhất một mình thầy lo cho mày thôi. Bây giờ mày nhảy từ lầu 10 xuống, thầy già rồi sao thầy lo cho mày? Chính vì vậy bây giờ tao phải lo lại cho thầy. Đó là trách nhiệm của tao. Tụi mày phải tin tao. Chắc chắn tao làm được. Không được. Ở đây đi, 5 phút sau tao đáp xuống một cái, anh em mình đi ăn, xong rồi đem về chữa bệnh với thầy. Tụi mày phải tin tao. Tao làm được. Nè, mấy cậu kia làm gì vậy? Cái chỗ hiện trường ta đang quay mà, đi ra. Mọi người chuẩn bị kỹ nha. Mày làm cái gì gọi điện nữa. Tao gọi cho thầy. Thầy ơi, thằng Quỳnh đó thầy, nó đi ra ngoài, nó đi làm. Người ta kêu nó nhảy từ lầu 10 xuống, nó cũng nhảy nữa. Bây giờ anh em tụi con nó hết lời, nó có nghe hả thầy ơi? Thầy lại nói chuyện với nó đi thầy. Nó đang ở đâu? Nó ở cái cầu ông bổ quan gần nhà thầy đó thầy, chỗ nó quay phim nhiều lắm. Thầy chạy cho nó liền. Lý ơi, Quỳnh. Em giỏi lắm Lý ơi. Cảm ơn em. Anh cảm ơn em. Anh Nghĩa. Anh Nghĩa ơi, anh nhớ cái chuyện em nói với anh hứa kìa. Anh hứa với em, anh chuyển khoản liền. Anh chuyển khoản liền cho em. Em giỏi lắm, em giỏi lắm. Cảm ơn. Mấy anh điên, khóc gì vậy? Mày vậy? Tao nói tao làm được, là tao làm được thấy không? Phải vui lên, vui lên, vui lên vì mình có tiền chữa bệnh với thầy rồi, về phải vui lên chứ, vui lên! Lại đây! Thầy ơi, thầy ơi! Im!
Tại sao con cứ lấy con thử nghiệm không nghĩ cho mình? Thầy già rồi, sống nay chết mai mà. Thầy ơi, thầy đừng làm vậy mà. Thầy ơi, cách đây 3 năm, nếu như mà không có thầy là không có con đâu thầy. Không giờ thầy giúp là con đã chết rồi. Đối với con, thầy không chỉ là một người thầy mà thầy còn là một người cha. Mà con không muốn mất cha mình đâu thầy ơi. Chỗ mày đi sọc sọc sọc, tao bắt sao? Mày điên vậy, để lại dấu dép hiểu không? Để lại dấu dép hả? À? À em bỏ dép ra. Mày để dép ra rồi mày để lại dấu dân chân. Em đi dép lại thôi, cũng vậy à, bây giờ phải làm sao? Mày biết lý do tại sao mà tao lộn vô không? Sao vậy? Người ta điều tra từ dấu dân chân, dấu dân tay à. Còn tao lộn vô để lại dấu dân lưng, người ta không có điều tra được dấu dân lưng. Hay quá. Em tại vì lần đầu em đi ăn trộm em không có biết. Mày làm như tao lần hai á? Bí quá phải làm tôi hiểu không? Nhưng mà mình phải làm chuyên nghiệp hiểu không? Không thôi bắt đó. Bây giờ kiếm cái gì? Đĩa phụp đem ra hiểu không? Phụp đem ra dạ. Ok. Hay. Cái tay gì? Tao kêu mày lộn mà. Anh khó em quá à. Tại em mới anh phải chỉ cho em chứ. Bưng cái tay gì ra trước đi. Tao kiếm cái gì tao đĩa hiểu không? Dạ. Anh đỡ giùm em chút đi. Gì vậy? Đỡ chứ. Lẹ đi. Anh coi em nè. Anh đỡ giùm em đi. Lẹ đi. Bảo ơi, có đồ ăn cắp rồi nè. Ui, cái gì vậy? Anh cầm giùm em. Có đồ ăn cắp. Có chưa? Có rồi coi. Anh đưa tivi cho nó đi. Đi cho em. Đi ăn cắp mệt dễ sợ luôn. Mày làm gì mà mệt? Nãy giờ tao bưng ra không á. Em lộn mệt. Ai biểu mày lộn? Vô nhà không có người rồi mày đi lại được rồi. Anh nói em lộn mà giờ anh nói em nữa. Ủa, mệt quá. Bây giờ sao anh? Bây giờ kiếm cái gì đi mà đĩa hiểu không? Đĩa. Ăn trộm kìa, chạy đi qua vượt theo tụi nó coi nè. Mày chạy hướng này, tao chạy hướng kia kìa. Em chạy hướng này nha. Dạ. Rồi. Ôi, người ta ăn trộm. Người ta bắt anh Bảo rồi, bây giờ phải ăn trộm. Bà con ơi, có ăn trộm đó nha. Trốn đi. Có ăn trộm đi nha. Coi mà cẩn thận cửa nẻo đồ nghe bà con ơi. Trời đất ơi. Đâu mất tiêu rồi trời. Đây rồi. Cái gì vậy trời? Cái gì vậy? Lu hả con? Mày hả Lu? Lu, phải con không Lu? Tôi kêu thằng Phi mới được. Ông Phi. Mèo. Hả? Ủa, Lu, hôm nay mày dẫn bạn gái về nhà nữa hả Lu? Mà hôm nay mày đổi gu hả Lu? Mày chơi với mèo hả Lu? Mèo.
Mát nhau rồi nha. Lu à, ra đây con. Ông có chừa hộp cơm sườn cho con nè. Ra đây ăn đi Lu. Lu, ra ăn đi con. Tao ra tao ăn nhưng tao đói quá. Mày bị điên hả Lu à? Sao mà chưa ra nữa? Chắc không phải con Lu của mình rồi. Không lẽ ăn trộm thiệt sao trời? À, Phi ơi, Phi à. Con Lu, Lu à, kêu bạn gái con ra ăn luôn đi con. Nhường cho bạn gái ăn với nha con. Con trai phải biết gà lằn chút xíu. Thôi đừng có giành lộn ăn mà, ăn từ từ thôi. Ngon không? Ai ho vậy trời? Ai ho vậy? Ăn từ từ thôi. Chắc tại ông, do ông. Do ông nãy ông nhai chưa có kỹ. Ăn đi con. Lu à? Ủa con sao vậy Lu? Con nhai không được hả Lu? Để ông nhai lại cho con ăn nha Lu. Không ăn nữa hả? No rồi hả? Thôi rồi rồi, no rồi thì đi ra ngoài. Ra ngoài tôi dẫn đi toilet. Đi nhanh lên. Mở cửa một cái là chạy liền đó chứ. Nhanh lên, nhanh. Ê, như tôi thấy mấy con mấy thằng chợ mới chạy ra hướng này nè. Chạy rẽ nhau hướng đâu nhà ông Tám hay gì ông Bảy đó. Dạ. Chạy ra chạy lục soát kỹ nghe chưa. Dạ, nhớ rồi anh. Có chuyện gì vậy ta? Không đi vệ sinh hay sao? Đâu rồi? Lu à? Lu? Lu à? Đi vệ sinh con. Lu. Rồi luôn. Xong luôn rồi. Ước gì cái nhà tôi nữa rồi. Lần nào cũng để cho tôi lau chùi quét dọn hết á. Rồi. Ông Bảy ơi, có nhà không ông Bảy? Hả? Ai đó? Đó ông Phi văn phòng nè. Phi hả? Dạ. Vô đây nói chuyện. Dạ dạ. Dạ ông Bảy. Sao có chuyện gì vậy? Dạ tại vì nãy giờ tụi con đi tuần thấy là phát hiện mấy thằng ăn trộm. Nó chạy đâu vòng vòng vô xóm nè. Ông Bảy cẩn thận nha. Coi chừng nó vô nhà ông Bảy rồi nó xử ông Bảy đó. Cậu nói cái gì? Hả? Nó vô nó xử ông Bảy đó. Cẩn thận chút xíu. Cậu nghĩ đi. Cỡ này ai xử ai? Wow, bự dữ. Tôi tập tạ ba mươi mấy năm rồi đó. Dạ dạ thôi nói với ông Bảy cũng phải cẩn thận nghe chưa. Tại tụi con đi tuần 24/24 mà. Có gì ông Bảy cứ hú một tiếng tụi con chạy qua liền. Được rồi biết rồi. Dạ. Nói nghe nè. Chừng nào mà bắt được tụi nó dẫn vô nhà tôi trước nha. Dạ dạ dạ. Chi vậy ông Bảy? Lâu rồi cũng không có vận động. Nó cũng hơi ngứa chút xíu. Trời ơi. Thằng nào mà vô ăn trộm nhà ông Bảy chắc nó cũng tới số rồi ha ông Bảy. Thôi con đi nha, có gì hú con tiếng nha. Rồi có gì hú là con chạy vô đúng không? Dạ dạ tụi con đi. Vô liền đi nha ông Bảy. Để coi mở thời sự coi tin tức coi. Cái tin tức đó là số 2 thì phải à. Vâng, và sau đây là chương trình dự báo thời tiết của đài truyền hình Vĩnh Long 1. Có rồi. Kính thưa bà con ngư dân, hôm nay biển có lúc đồng mạnh, có lúc đồng nhẹ và có lúc chả thèm đồng đầy. Trời đất ơi, cái gì vậy? Thôi, mở đài khác coi. Tôi coi kênh giải trí đi. Vâng, và sau đây là chương trình giải trí của đài truyền hình Vĩnh Long 3. Hôm nay có đài Vĩnh Long 3 nữa trời. Vì lý do đài truyền hình Vĩnh Long 1 và Vĩnh Long 2 người xem quá đông nên chúng tôi vừa cho ra đời một đài truyền hình mới. Cái gì vậy trời? Như hôm nay tới giờ của tình Bolero thì phải à. Tôi nghe Bolero đi. Sao nó im ru vậy trời? Quý vị và các bạn đang được đến với chương trình tình Bolero. Đúng rồi nè. Thưa quý vị, Bolero đã đi vào trong lòng người đã bao nhiêu thập kỷ qua. Và hôm nay chúng tôi xin trân trọng giới thiệu
với quý vị và các bạn liên khúc Bolero do ca sĩ Bá Đức trình bày. À. Sao chưa trình bày nữa trời? Em ơi lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian đâu. Anh đưa em vào bằng tiếng hát chấm đôi cánh nhung thiên thần. Em ơi lâu đài tình ái đó chắc không nhớ tên. Ủa sao cái này nghe lạ, không phải Bolero à, hình như lạc chủ đề rồi đó. À vô. Đâm vỡ cây đàn dần đời, đâm vỡ cây đàn. Đời ơi, đời ơi, tình ơi, tình ơi. Đâm vỡ cây đàn dần đời đôi trắng tay đen. Dần người nên bỏ quên lời. Quên lời rồi. À, cái gì? Quên lời tao không biết hát nữa. Kiếm cái gì hát đi. Và cho đây chương trình Bolero chúng tôi đến đây là kết thúc. Thôi được rồi, không cần phi diễn nữa, tôi biết hết rồi. Ủa vậy là sao? Vậy là ông thấy tụi con hả? Tôi mù nhưng mà tôi không có điếc. Vậy mà thôi. Ông ơi, tha cho tụi con đi. Lúc nãy tụi con tới lấy cái tivi, cái giờ ông trả lại cái tivi cho ông nha. Thôi khỏi, tôi tặng luôn cái tivi đó. Cái tivi đó nó hư rồi, tôi đem đi sửa mà người ta sửa không được, ta trả về cho tôi đó. Thôi về đi, về đi. Ủa ông tha cho tụi con hả? Về đi, có cái gì đâu mà ông về, tha về, về, tôi về. Có cái gì đâu mà phải mất về, đâu. Về lẹ đi, về lẹ đi, tao lấy được cái nhẫn rồi, lẹ lắm. Về đi. Lẹ lắm, nói mày lấy cái gì? Đi mày nói lấy cái nhẫn gì? Ông kêu đi về kìa. Mày cái gì lấy, vậy? Mày vô, tôi lấy cái đàn tôi thấy. Đi, lẹ lắm chứ mà mày có cái của người ta. Nè nè, hai người còn lấy cái gì của tôi nữa hả? À dạ không không, mà thằng bạn con nó tính lấy cái son gì nó nấu ăn á ông ơi. À cái son hả? Rồi lấy cái son đi, cái đó không có quan trọng. Cô tôi có một cái rất là quan trọng. Đâu rồi? Trả chiếc nhẫn cho tôi. Thấy chưa? Trả chiếc nhẫn cho ai? Ai lấy chiếc nhẫn của tôi? Trả chiếc nhẫn lại cho tôi. Ai? Ai lấy? Ông ra đi. Mày làm cái gì vậy hả? Đưa chiếc nhẫn cho người ta. Ai lấy chiếc nhẫn của tôi? Trả cho tôi. Giờ tao dí mét mẹ luôn. Trả chiếc nhẫn cho tôi. Con trả ông chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn của tôi. Dạ. Chiếc nhẫn của tôi. Đây là chiếc nhẫn kỳ vật của vợ con tôi để lại cho tôi. Mẹ con của nó chết trong một vụ tai nạn giao thông, bỏ tôi lại một mình cô độc. Bà ơi, sao bà với con không dẫn tôi đi luôn đi? Để tôi ở lại đây một mình làm cái gì? Tôi khổ lắm. Cho con xin lỗi ông. Cậu cần tiền đúng không? Được rồi. Tôi có tiền nè. Nè, cậu giữ đi. Cậu đi đi. Đi làm cái nghề lương thiện nha. Nhưng mà ông đừng ơi, đừng có làm cái nghề này nữa. Ông ơi, con không dám lấy đâu ông ơi. Đi đi. Ông ơi. Đi đi. Sao cậu còn chưa đi nữa? Ông ơi, ông có thể nào cho con ở lại với ông để được chăm sóc cho ông không? Sao cậu không về nhà cậu còn chăm sóc cho ba? Ông nhận nó làm cháu mà nó là anh của con. Bây giờ con sao, không lẽ ông để con mồ côi? Thôi ông làm ông của con nha. Dạ. Dạ. Ông ơi. Cảnh trí đẹp, chủ đề tốt. Con phải đóng vai của Dương Cường trong cái vở này. Một chút sai trong cái việc phân bổ. Đó là cái cảm nhận của cô. Chọn đôi là em chọn cái Xuân Nghị. Nó đã ngôn ngữ tốt, đặc biệt nó được show tài năng, nó đờn. Tình huống là Bolero, em đặt để bài hát vô như thế nào để lấy được cái cảm tình đó là cái ông mù. Em phải cho mình là người chủ động. Không có thằng nào chọn cho đi rồi mà mừng quá quay lại. Ông ơi, con mồ côi cha mẹ có một mình lang thang cơ nhỡ ông nuôi con đi. Không. Cho nên bản lĩnh trên sân khấu một mình nó rất là quan trọng. Màn đêm xuống dần muôn ánh đèn đột nhiên như
đón chờ đêm tối về, dìu nhau trên đường phố, dìu hương tống thề mai sắc kề, đời như giấc mơ lăn lùi. Ngày gió mưa không còn nên đường dài thật dài, ta mặc tình giống trời. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, vui một thỏa lên đêm. Ta sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng đường, sẽ vô thăm từng nhà. Đây không phải là cách mày đã từng sống. Khó khăn chưa mới bắt đầu và tao biết mày có thể là ngược dòng. Mày có thể bước, có thể thành công. Nếu đôi chân mày không biết tuyệt vọng, vì sự thật lỗi lầm chưa bao giờ biết bắt người khác học thuộc lòng. Người đời che chắn mặc sát lưu hành chạy lại là cho mày. Set the pace when I'm running, I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank on my budget, play the game like it's nothing. I'm always. Và dám tự khẳng định trên những con đường tao đi, ngoài trừ tao ra không ai có quyền được phán xét. Sao? Nãy giờ em chưa dám phán xét dành luôn anh, bữa quá bữa rồi. Chớ em được. Tại khích quá. Ha. Gì vậy ba? Tám tám. Ông Hoàng Bolero Caris nè. Em mê anh hơn mê em nữa. Tám tám còn đụng được anh nè, con chay cho tám miếng. Không phải. Không. Anh tái nữa đi anh. Mê quá, thiệt luôn á. Mê cái phong cách biểu diễn của anh á. Anh đứng trên sân khấu nha, anh cứ Only say Caric, Only say Caric. Đúng rồi, đúng rồi. Mày nhỏ hơn sớm em cũng thích anh nữa. Nó gặp em là nó cứ úp xê xê ca nước. Okay, bớt ba xàm ba láp đi nha. Bớt ba xàm ba láp đi nha. Anh, em giới thiệu anh. Em nhạc sĩ. Chú nhạc sĩ. Em mới sáng tác bài này, em bán cho anh nha. Nha. Chú bán nhạc cho tôi. Dạ dạ. Nó nghe là chú biết tôi hát nhạc gì không vậy? Nhạc rap. Chú biết nhạc gì? Bolero. Chú sao tôi sao? Ha, không sao không sao. Nhưng mà tôi thấy chú có tố chất. Em có tố chất. Đúng rồi, chú có tố chất. Dạ, sao em có tố chất nha. Đúng rồi. Thì bây giờ sao? Giờ tôi nghĩ là anh em mình nên hợp tác với nhau. Trời ơi, em nghe câu đó thích lắm luôn. Ê, kìa đâu mày. Em với anh nha, sẽ cùng nhau thổi một cái luồng gió mới vô nền âm nhạc của tỉnh. Rồi tới đâu nữa? Rồi tới đâu nữa? Đánh về ấp, ừ, xã, huyện, sau đó chúng ta đánh ngược về nhà thiếu nhi. Hả? Bây giờ em với anh hợp tác làm ăn nha. Vô. Ok, tôi thấy được. Vô. Yes, vô. Anh chồng ơi! Từ lúc quen nhau chưa nói một lời gì, tỏ tình ta mê. Hà My, người mà Rốt đang theo đuổi. Chú vui tính quá. Hả? À, nói chú nghe nè. Sao vậy? Đây là người Rít đuổi theo. Rít đừng giỡn hoài. Đây là Hà My, người mà Rốt đang theo đuổi. Nói lại một lần nữa. Nghe cho kỹ nha. Đây là người Rít đuổi theo. Thôi đừng có xạo nha, đừng có chơi nha. Mới gặp nhau nha. Nè, chú muốn gì? Không có muốn. Bây giờ chú muốn cái gì? Chúng một pháo là những thứ mà em ta xăm mình. Xe tung một áo là những thứ mà ta bao năm rình. Phường không công an là nơi ta đang đăng hình. Hẻm 48 ngày từ xưa ta không là yên bình. Tao không về hơn như hai ai đủ là tầm. Và hàng người nằm trong túi, nằm trong quần thụ và thấp. Anh em khi gặp tao cầm bia cùng bay nắp. Còn tụi mày khi gặp tao vào 48 tao chết. Ê, tao nói cho mày nghe nha. Đừng có tưởng mày biết đó. Tao cũng biết đó nha mày thằng kia. Có Hà mới là của tao. Mất cái mối gì mà mày ăn cắp chó hả mày? Ê, hai thằng ngu, đây là bán mục tiêu. Tụi bay thích thì đánh, cái gì đánh thì ra trời chiều. Tao đi ít nói nhiều, tụi bay mong là sẽ hiểu. Nếu không tao sẽ cho ăn một chiếc kêu. Thôi mấy ba, mấy má, một còn sống chưa chưa có chết. Mấy ba, mấy má muốn gì thì đi về nhà hết. Có chuyện gì giải thích cho tôi nè. Còn
hợp đồng. Tao nói cho mày biết. Tao quá lâu rồi đây tôi không được dắt tay ai theo. Tiến đâu cũng chỉ một mình, còn khác gì cây hoa héo. Xuân hè thu đông chưa qua, mùa nào cũng không ai theo. Không phải cũng không cố. Love the chase and the hunt. I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Trời ơi, cái quán của Tám bán 10 năm rồi mà bây giờ hai đứa đứng múa lân khai trương là sao? Trời ơi, hát đi. Dạ, anh bắt tông đi. Dạ. Mình hát tông đô trưởng nha. Rồi, rồi, rồi. Vô nha. 2, 3. Anh ơi, cái tông trèo họng em hát không được. Em hát tông đô trưởng không được hả? Vậy em hát tông lớp trưởng nha. Dạ. Vô. Anh ơi, cái này là trống trường rồi. Không phải trống trường đâu, là trống tan trường á. Tan sườn, tả tung bay trời ơi. Sao mà Hà My lúc nào cũng hả hát nhạc của người ta, không bao giờ hát nhạc của khờ. Ủa chứ, anh bắt cái tông trống trường gì em phải hát bài tan trường chứ sao. Ờ, nhưng mà anh muốn Hà My hát nhạc của khờ cơ. Anh có cái này tặng cho em nè. Tặng cho em á. Sao anh tặng cho em cái chậu bông này vậy? Không phải đâu, tại vì người ta nói với anh á là tặng hoa lãng mạn. Người ta nói á, tặng hoa hồng là tượng trưng cho tình yêu, còn tặng hoa hướng dương á là tặng tượng trưng cho nghị lực. Cho nên á, anh tặng em chậu cúc, mong em sống đời với anh. Ê, tự nhiên em thèm trái cây quá. À, có luôn á. À, anh chuẩn bị kỹ rồi, có luôn á em. Trời em thèm nhang, thèm khói á. Có luôn à. Rồi, một, có chuẩn bị nhang luôn nè. Có cái lư hương để em lấy không? Anh đánh đúng rồi hả? Bà bán bún riêu qua chỉ anh đó. Người ta chỉ anh gì anh cũng nghe hả? À, anh không biết anh hay làm sai vậy mà không hiểu sao em hay thương anh luôn á. Thì tại vì á, tất cả những người xung quanh á, ai tới với tôi á, cũng tại vì á, nhà tôi giàu, họ nói là tôi đẹp. Không có ai đến với tôi kiểu thiệt thà như anh á. Nhiều khi tôi ước. Em ước cái gì? Tôi mơ á. Bé ơi mơ gì thế em, mà sao đôi mắt em trông vào xa xăm. Với bao nhiêu là ý thơ, bỗng anh làm tan ước mơ. Ngất ngây trong tình đắm say, người yêu em hỡi ước mơ gì hôm nay. Ước mơ anh nhỏ bé thôi, cầu cho thế giới luôn trong mình muốn đời. Chắc em cũng từng ước ao, rồi đây ta sẽ đắc xuân nơi miền trắng sao. Ước mơ em thật lớn lao, mơ đôi mình đừng dối nhau. Em mãi phải chăng chuyện ngày xưa mình giấu chặt trong tim để tránh xa trời dòng bão. Hôm nay giấc mơ nào đưa anh đến vùng trời đầy yêu thương và mát mát vấn vương. Em ơi tiếng ta còn ngây thơ, bên tiếng đàn em mơ đưa chúng ta vào mộng nhớ. Khi em bước qua thời hoa niên tuổi học trò, là khi anh ôm trái sầu bờ vơ. Con đi học đàn, con ra đây con đàn đứng là sao? Mẹ cấm con giao du cái hạng người này, nghe chưa? Con mà giao du với nó là mẹ hả xử nó cho con biết. Em, trong tình yêu á, con người ta hay sống chết vì nhau đúng không? Trời. Nhưng mà anh không phải là người vậy. Anh sợ chết lắm, nhỏ xem chết mấy lần quýu luôn á. Thôi đừng yêu nữa. Tôi nói cho anh nghe, anh có đi tới đâu tôi cũng sẽ tìm ra anh. My nè, cái thằng kia tao cho mày cơ hội nghe chưa, nha mày chọn lựa đi. Một là mày phải xa nó, hai là mày phải xa nó, ba
là mày phải xa 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 nó. Ờ, 301 luôn, cái nào cũng xa hết trơn. Tóm lại là mày không xa nó nha, là tao xử mày nghe chưa, nha. Mày có cái gì mà mày nuôi nó. Thôi, con có tài năng. Con biết đàn nhà cô. Con biết. Tao cho mày biết tài năng rồi. Cô làm gì vậy? Tao chuẩn bị sẵn để gặp mày rồi. Nói ít hiểu nhiều. Vậy nha. Vậy đó. Vậy đi. Vậy... Anh vô tình, anh chẳng hiểu cho em trong những đêm sâu đau. Giờ tránh anh đâu phải đêm ban đêm, nhưng tại vì em buồn. Vì hai đứa ta, hai cuộc đời như một. Mình đi phượt đi. Hả? Mình đi trốn đi. Cái gì? Thôi, anh sợ, sợ. Anh sợ gì? Anh sợ chết hả? Đứng lại đó cho tôi. Làm gì? Hả? Làm gì anh đập cho tôi xỉu hả? Hả? Tôi có hộp gió sao tôi xỉu được? Con gạch đó nó mới xỉu rồi. Mập mập. Ê Biểu, tao thấy mày núp rồi. Mày cổng hờ mày về. Nó nghe nè, mày nhớ nói á với Hà My á là tao thương cũ nhiều lắm nha. Rồi mày nói với mẹ Hà My á là chăm sóc Hà My giùm tao nha. Mày nói Hà My là nhớ, nói chồng Hà My là nhớ, nhớ thương Hà My nha, nhớ nha. Phải làm gì để giữ chân em ở lại đi, hay là anh sẽ ôm em thật chặt vào lòng. Nhưng mà anh sợ đôi bàn tay của mình siết mạnh quá, nó làm cho em của anh dở ra từng mảnh vụn đi mất. Nguyễn Hồng Thái mới được mà. Trời ơi, sao em sao? Em xuất hiện ngoài em lầy quá vậy. Tôi nói thiệt anh, anh có thương tôi không? Anh không có thương em. Em đi về với mẹ em đi, mẹ em già cả rồi kìa. Tôi hỏi anh một lần nữa, anh có thương tôi không? Anh không có thương em. Anh có thương tôi. Không, tôi đánh anh là vì anh hèn, anh có thương mà anh không dám nhận. Tôi đánh anh tôi đau, cái đau này làm cho tôi nhớ là tôi sẽ không bao giờ thương anh nữa. Gió mai thức giấc nhìn quanh một mình, ngoài nắng loe nghe đàn chim giật mình, biết lời tỏ tình đã có người nghe. Nắng xuyên qua lá hàng xương lìa cành, đời mong manh quá kể chi chuyện mình. Nắng buồn cuộc tình bỗng tắt bình minh, ngộ lắm. Những mảnh ghép vụn vỡ tạp màu, nhưng khi hòa quyện vào nhau nó tạo thành một bức tranh hoàn hảo, và đó chính là Sài Gòn. Cô Tám, cô cho con một tô bún riêu nha. Thương Sài Gòn là vậy đó. Có liền. Có ngay. Màn đêm xuống dần.
tác phẩm này nó rất là phù hợp với cái chủ đề ngày hôm nay, có nghĩa là bolero. Trong cái phần này bạn đã làm được cái điều đó, nó mang hơi hướng của nhạc kịch. Tôi thì tôi lại đánh giá cái này nó như là một cái tác phẩm, một cái gu riêng biệt, nó rất là sang, rất là đẳng cấp. Riêng về Thanh, nó Thanh khắc họa một cái anh nhạc sĩ có chỗ ra mà có chỗ thì nó hơi bị quá, nó thành một cái anh khờ quá để thuyết phục người ta là cái cô gái đó cô yêu một cách cuồng si như vậy thì nó hơi bị ép một chút xíu về mặt cảm xúc. Đối với chị cái này nó hơi thơ, một cái màu sắc rất mới và chị rất thích. Ở đây khi mà em sử dụng cái nhân vật nhạc sĩ thì chị mường tượng tới nhạc sĩ Trúc Phương. Dạ đúng, con cảm từ nhạc sĩ Trúc Phương. Thì bạn làm cho tôi thấy được cái đó. Nhưng ở đây bạn không mở cho chúng tôi coi. Tôi nghĩ là cái cô ca sĩ đầu đó cũng chảnh chẹ lắm. Mua cái tác phẩm của bạn, mua bài hát của bạn, nhưng mà bà không phải là chất của tôi. Mặc dù nghèo, không có cơm ăn, nhưng bà không phải là cái giọng nhạc của tôi muốn bán cho bạn. Thì mọi người mới nói mày khờ quá. Đó là cái đẹp của em để mới dẫn tới cái cô kia, cô mới yêu em đến như vậy. Mọi người tưởng rằng tôi sẽ hát à? Không, mở màn như vậy dễ bị đụng hàng lắm. Đi vô. Trời đất ơi, cái gì vậy? Bộ ở nhà rảnh lắm, không có công ăn chuyện làm hay sao kéo qua nhà anh ta múa hoài vậy? Trời đất ơi, coi múa như là bị tai biến vậy á. Trời, cái gì vậy? Trời đất ơi, cái gì mà thấy nhà anh ta rộng rộng cái kéo qua làm phòng tập chơi vậy đó? Dạ, con mời ba má ăn cơm. Từ ngày có em về, nhà mình tràn ánh trăng thề. Dòng nhạc tình đã tan lâu tuôn tràn. Dạ con nói lỗi cái vũ đàn đi ba má ơi. Dạ con mời ba má ăn cơm. Dạ khoan ba má ơi. Tèn 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 tèn. Ôi trời trời ơi, cái chạy đám tiêu của má mà đây, bà đây. Bà bị khùng hóa chạy đám tiêu gì? Cái đồ chích điện. Ba. Trời ơi, ba diễn sâu quá à. Ba má cái này là cái micro đó. Vậy cái à? Này nè, là bây giờ hiện đại lắm, không có cần kết nối với dây loa gì hết á. Là bây giờ chỉ cần kết nối với điện thoại là mình hát được luôn. Alo, alo, alo. 1, 2, 1 1, 2, 1, 1, 2, 1 1, 2, 3, 5 anh đánh rơi nhịp nào không? Nếu trả lời là có hay đến ôm em ngay đi. Trời ơi, trời ơi, nè. Bà nhạc trẻ người ta mà mày hát hồi vô giọng cổ là sao? Mày dạ, hát cái gì vì vậy? Con thích nhạc trẻ nhưng mà con mê bolero. Con bước vô trộn vô nó ấn tượng. Mày nói mày mê bolero đúng không? Dạ. Bà coi này nghe. Bây giờ mày dòm vô mâm cơm. Mày coi coi có bao nhiêu món. Mày hát một cái bài mà có đồ ăn mà mang âm hưởng bolero cho ba. Trời đất ơi, sao khó dữ vậy ba? Trời khó tao mới thách mày chứ. Đây con có rồi, con có. Gì lẽ hả? Đậu hũ canh cà chua bún riêu. Thịt kho dừa nước rồi cơm gà. Đầu cá diêu hồng đem nấu mắm. Trứng chiên kho quẹt luôn. Hành phi mắm muối tiêu, tiêu tùng, tiêu đời mày rồi con. Tiêu đường. Trời ơi, con ơi là con. Nãy giờ á, mày hát mấy cái đồ ăn nghe thì cũng ngon á. Tự nhiên cuối cùng mày cho bộ ngũ vị vô làm chi vậy? Dạ tại vì bị con thấy con hát hơi lạc cho nên con dậm vô cho nó mặn. Tao á, tao vẫn thấy nó lạc. Chết rồi, con lạc hả má? Mùi. Thôi, mày thồn nguyên sưởng muối vô bài của con ta hả? Mặn chưa ba, mặn chưa? Mặn ngồi Phúc cái gì? Phúc ơi là Phúc. Má nói nó lạc á, là ý má nói là cái bài về đâu mái tóc người thương không? Mày nghe cái tựa không? Mày nghe là mày thấy nó thương liền vậy đó à. Vậy mà mày chế vô mấy cái bài gì đâu, đồ ăn gì, nghe cái từ nó kỳ quá. Trời, con ơi, nghĩ... mời mốt đừng có làm như vậy nữa. Đúng rồi, bolero nó hay không phải ở chế chát mà nó hay là ở ca từ, ở giọng hát của người ca. Giới thiệu với mày một giọng ca rụng rúng rốn. Ô, ba, má hay lắm hả? Thiệt, không tin nè. Sao? Bây giờ mày lấy điện thoại ra. À, Đà Lạt Hoàng Hôn. Đà Lạt Hoàng Hôn. Ờ, rồi. Thôi. Tôi nè, đó. Đó. Má hát con nghe bài đi má. Ủa mà tao nói là tao không hát được, bây giờ già cả rồi. Tại ngày xưa ông cua tao nên tao hát. Thôi tao ơi, hát cho con. Tao không có hát, mày đừng có đi theo tao à. Má ơi hát cho con nghe đi má. Bài thánh ca đó
có nhau. Lòng lanh sao trời đẹp thêm môi mắt, áo trắng em bay như cánh thiên thần, giọt môi hôn dưới tháp chuông ngân. Em ơi suốt đêm thao thức vì em, vì lời dạ từ lúc anh ra về, chờ mong sao cho trời sáng đúng giờ mình hẹn hò, là đời quên hết sầu lo. Hay quá, sao mà hay được. Chỉ còn gần em một giây phút. Giây nữa thôi là xa nhau rồi. Người theo cánh chim về vui với đời. Em ơi bao giờ nhớ thương này nguôi. Gần nhau xa nhau mấy nỗi, hỡi quê hương xứ sương rơi Đà Lạt ơi. Trời đất thầy thấy cái hơi còn dữ dằn không? Cái hơi dài như hầm thủ thiêm vậy đó. Nói dài như đại lộ Đông Tây vậy. Má với ba mày đã theo dõi hết ba mùa solo cùng bolero rồi. Mà tao nói tao chưa nghe được cái giọng ca nào mà có cái hơi dài như con luôn á. Cái hơi này nha là chị Phi Nhung nhận xét là phi thường đó. Chữ ta. Hồi nãy á, ba mày á kêu mày mở cái bài Đà Lạt Hoàng Hôn. Mà tao chơi cắt cớ, tao hát cái bài Thánh Ca Buồn. Vậy mà ba mày cũng vô mà được. Mà thao thức gì em ha. Xong rồi đã thấy là khó dữ lắm rồi, nó còn vô phút cuối nữa. Đóng cái cuối cùng nguyên gia đình mình dắt nhau lên Đà Lạt Hoàng Hôn chơi chện mới ghê. Hay quá con. Ba má, cái này á, người ta gọi là match up á. Con nói với ba má nghe nha, con có bạn gái rồi nè. Trời đất ơi, Phúc. Dạ. Trời ơi mày đứng im coi mày làm gì với con lãi vậy? Nè, dạ. Tao ghê rồi hả? Mày vậy là bạn gái thiệt không có tin. Tao không tin, bây giờ mày nói mày có bạn gái đúng không? Hồi lúc mày cua con nhỏ đó làm sao mày kể tao coi. Con kể cho ba má nghe nha. Cái lúc mà con cua em á, con dắt ra cái cầu nhà mình nè. Hẹn chiều nay mà sao không thấy em. Gió hiu hiu lòng bỗng nghe lạnh thêm. Chiều mù sương hay mù khói thuốc anh, em không lại anh nhủ lòng sao đây. Em cứ hẹn chiều mai rồi lại không thấy em. Mít ở đâu rụng vậy trời? Thôi kệ đi, qua mới quan trọng. Hẹn chiều nay mà sao không thấy em. Gió hiu hiu lòng bỗng nghe lạnh thêm. Mít ở đâu rụng hoài vậy trời? Thôi kệ đi, qua mới quan trọng. Hẹn chiều nay mà sao không thấy em. Gió hiu hiu lòng bỗng nghe lạnh thêm. Em nè, cứu em. Ôi trời đất ơi, qua hả em? Trời ơi, nãy giờ anh có nghe nhưng mà anh tưởng đâu mít rụng, cho nên không có cứu. Bơi lên đây anh cứu nè. Bơi qua đây anh cứu nè. Dừng lại. Tự nhiên với cái khung cảnh hữu tình sông nước như thế này, tự nhiên anh muốn cầu hôn em quá. Cầu hôn em đi. Em thích anh cầu hôn em không? Dạ thích. Leo xuống. Lẹ lên. Ủa sao vậy anh? Sao vậy? Muốn cầu hôn không? Dạ muốn. Leo xuống trên lưng. Bơi xuống. Rồi bây giờ em tìm cái chỗ này em bám vô đỡ đi nghe. Tìm chỗ nào bám vô. Ừ đúng rồi. Trời ơi. Wow ơi. Dạ.
cái cảnh này nó lãng mạn quá em ơi. Nhanh lên anh ơi, mỏi quá, mỏi quá. Ok, anh sẽ tỏ tình em trong vòng 3 nốt nhạc luôn. Anh đến với em vào một ngày trời đẹp nắng, một ngày phượng hồng thắm trong đôi mắt buồn xa xăm. Phượng hay bâng khuâng, tưởng chừng như cô đơn, nên khi chiều xuống thấy vẫn vương trong tâm hồn. Anh ơi em, anh cứu em, cứu em. Đợi đợi anh chút xíu nha. Anh ơi, anh ơi, nhanh lên. Qua ơi, anh ơi, anh đến cứu em đây. Anh ơi, anh ơi, anh ơi. Trời đất ơi, Phúc ơi Phúc, vậy là con bé đó nó chết rồi hả con? Đâu có chết mà. Nó rớt trên cầu, rớt xuống, nó trôi từ đầu sông, trôi ra cuối sông, trôi ra biển khơi, về nhà nằm ngửa ngủ luôn. Ủa, rồi sao nó không chết? Sao chết được ba, ẻm là kình ngư mà nổi tiếng nhất ở cái xứ này đó. Vậy ha. Bà má, chưa hết đâu, ẻm còn nói với con vậy nè. Em rất ấn tượng với lời cầu hôn của anh. Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau. Trời ơi Phúc ơi. Dạ. Má nghe cái giọng gì mà vợ ý như là giọng từ dưới Cà Mau giọng lên vậy? Quê ở Cà Mau. Giọng gì như hồn thiên sông núi giọng về vậy? Trời đúng luôn đó ba. Em tụi núi chập trùng dữ lắm, bao nhiêu danh lam thắng cảnh là hội tụ cho con người của em hết. Mày bả như nói du lịch tâm linh vậy. Không, tại con bị ảnh hưởng cái vũ đoàn đó. Ông ơi, thằng con mình nó tả một hồi cái tự nhiên tôi nôn đi tham quan con tôi nhỏ đó quá. Tôi cũng nôn gặp con dâu. Cho nên đó là ngày hôm nay nè, con quyết định là con sẽ dắt em qua đây để ra mắt ba má. Ba má, cái lúc mà ba má mà thấy em á, ba má đừng có bất ngờ. Bởi vì em tươi dữ lắm. Trời ơi, xấu sữa nữa. Rồi chừng nào nó qua tới? Con có hẹn rồi, chút xíu nữa là qua tới nơi bây giờ á. Em tới rồi anh Phúc ơi. Ôi, em làm anh bất ngờ quá. Dạ ba má ơi, ba má. Dạ dạ, bạn gái con á ba má ơi. Mà đặc biệt là kể từ cái ngày mà con gặp em á, các anh thấy cuộc đời của con nó thay đổi nhiều, thiệt nhiều lắm. Cho nên là hôm nay á, con dắt qua đây gặp mắt bà má. Ây, sẵn đây 100 đôi chuyện luôn. Con muốn thưa ba má là con đã mua cho ba má một căn nhà mới. Trời ơi, trời ơi ông ơi, con trai mình nó lớn thiệt rồi ông ơi. Tôi vui quá ông ơi. Ôi nhà này đẹp quá anh ha. Còn hai bộ đồ của ba má nữa. Đây nè. Bây giờ rất ba má ơi, cái này là của con dâu tương lai mua cho ba má. Để ba má mặc vô ngày cưới của con với Hoa nghe ba má. Ba má ơi, ba má có thương con á, ba má gật đầu đồng ý cho con lấy Hoa làm vợ nghe ba má. Anh ơi, hả? Thí dụ mà đồng ý sao mình biết được? Ha. Dạ ba má ơi, ba má có thương con á, ba má hiển linh báo cho con biết nha. Hiển linh rồi, cưới thôi. Nhạc sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Ngày khăn đông đội tóc, ngày đôi guốc mọc mới, chiếc áo dài cài nhiều hoa. Cho thí sinh Hoàng Phúc đã hoàn thành xong phần dự thi của mình.